Bùi đại ảnh đế, chuyện anh nhờ tôi điều tra cha, cha ra rồi. La San phòng 1, năm, tối nay, ngu liễu nhất định sẽ xuất hiện. Thông báo Paparazzi chuẩn bị chụp ảnh. Tôi nói này bùi đại ảnh đế, anh đã đợi ngu liễu 10 năm, để tránh có người mượn anh để lăng xê. Thậm chí sớm đã, dựng lên một nhân cách giả đã kết hôn. Tiếp theo, sợ là sắp có kịch hay xem rồi. Uống. Uống đi. Tôi cá 50.000. Ngu liễu tiểu tẩu từ hôm nay nhất định sẽ không đến. Cổ biết. Thẩm Như Quân và Sâm Ca chúng ta có hôn ước. Cổ còn đấu kỵ ghen tuông, muốn đẩy thiên kim người ta xuống nước. Kết quả tự mình rơi xuống nước, còn tiểu tẩu tử nữa. Ngu liễu cái đồ sườn xám cô đó, cổ là cái dám gì? Lần này cổ khẳng định đến đây, ninh bộ Sâm Ca chúng ta, cậu à, cứ đợi mà đưa tiền đi. Thu công mà tôi nuôi, vẫn luôn nghe lời. Cổ sẽ đến thôi. Đáng cười không xâm chỉ mặc. Tôi ở Sâm cẩn thận từng ly từng tí sống 17 năm, ngây thơ mà cho rằng chỉ có anh thật lòng với tôi. Thật không ngờ, anh dung túng thẩm như quân đẩy tôi xuống nước, bây giờ còn cùng những người này cùng nhau xỉ nhục tôi, xâm chỉ mặc. Mãi đến hôm nay, tôi cuối cùng cũng coi như nhìn rõ anh rồi. Anh thua rồi. Có nhầm không vậy, chỉ thiếu một phút. Quá chậm rồi. Uống. Tôi không thể uống rượu. Sao hả? Sợ giống như người mẹ say rượu tự vẫn của cô sao Hay là nói bao nhiêu năm Nhà tôi tiền nuôi cô là nói bao Không xứng để cô uống ly rượu này Được Tôi uống Xâm ra những năm qua tiền tiêu trên người của tôi Tôi sẽ trả lại cho xâm ra không thiếu một đồng Uống, uống Nhưng mà xâm chỉ mặc, từ nay về sau. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa. Ngu liễu. Chỉ dựa vào cô. Cô cho là cô có thể rời xa được tôi sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Tiếp tục. mười năm rồi cuối cùng cũng gặp lại em rồi anh là bùi văn đàn ngu liễu lâu rồi không gặp đi tôi đưa em về nhà em muốn tự mình về nhà tỉnh rồi Bùi 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 học trưởng. Thật không ngờ, nhiều năm như vậy không gặp. Học muội lại trở nên cởi mở như vậy, còn có thể chủ động nhào vào lòng. Mình hôm qua uống say rồi, rốt cuộc đã làm cái gì rồi, xin lỗi nha. Em tối hôm qua uống say rồi. Không có gây rắc rối cho anh chứ. Không hẳn là rắc rối. Vậy thì tốt, nhiều nhất. Chính là hình ảnh trung tình cực khổ tạo dựng, chết để sụp đổ rồi, từ đó cáo biệt làng giải trí rồi. Có ý gì? Tin mới, ảnh đế nổi tiếng quốc tế, Bùi Văn Đàn lộ tin tức yêu đương, đêm khuya với phụ nữ, Hôm môi mở phòng, Thực hư phu nhân bí mật của ảnh đế. Hot đã nổ rồi. Đừng đừng đừng. Xin lỗi, nếu như anh cần giúp đỡ thì tôi có thể đến gặp Bùi phu nhân giải thích, chúng ta tối hôm qua cái gì cũng không xảy ra, anh chỉ là vì giúp đỡ tôi mới. Cái này không phải trọng, trọng điểm là tôi sắp tham gia một show hẹn hò, vào thời điểm như vậy, danh dự của tôi không thể có bất kỳ ảnh hưởng nào, đặc biệt là kiểu bê bối tình cảm này. Anh cần em, giúp đỡ thế nào làm bạn gái của anh đi cùng anh tham gia sâu không phải. phải em nhớ là anh có vợ rồi mà anh vì sao không cùng bùi phu nhân của anh cổ là một người ngoài ngành không thích đứng trước ống kính vì vậy thay anh nghĩ ra cái cách này mình nhớ lúc trước có truyền thông công bố bùi phu nhân là bạch nguyệt quang bùi văn đàn đã yêu thầm 10 năm như này xem ra tình cảm của bùi văn đàn và bùi phu nhân đích thực rất tốt vì vậy bùi phu nhân mới giúp đỡ bảy mưu tính kế nhỉ nếu như em đồng ý thì vậy năm triệu các c của sâu hẹn hò toàn bộ thuộc về em đợi sau khi tiết mục kết thúc học muội muốn đính chính thì anh phối hợp bất cứ lúc nào em chỗ tiền đó đủ để mình trả nợ phí nuôi dưỡng của sâm gia chỉ để thoát khỏi sự dây dưa của sâm trì mặc được em đồng ý với anh vậy bây giờ sẽ đi ký hợp bây giờ bạn gái của anh bạn gái anh đã đợi 10 năm vị này là hạ trước là bạn từ bé của anh cũng là đạo diễn trực tiếp của sâu hẹn hò lần này hạ đạo diễn chào anh tôi là ngu liễu lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều hơn à chào cô quả thật là lần đầu gặp mặt. Sư Nương à, Ngu Tiểu Thư mời ngồi. Được. Ngu Tiểu Thư đây là hợp đồng chi tiết, cô xem trước đi. Được. Ngu Tiểu Thư cô khát không? Tôi không khát lắm cảm ơn. Anh khát không? Tôi, anh khát. Lá trà mới về, thử đi. Cô ý để paparazzi chụp được ảnh thân mật của hai người. Chính là để dụ dỗ ngu liễu tham gia sâu hành. Anh đã yêu thầm người ta 10 năm, cuối cùng cũng nhịn không muốn lật đổ hình tượng đã kết hôn của anh rồi. Im miệng đi đừng để cổ nghe thấy tôi nhắc nhở anh nhé xâm chỉ mặc và thẩm như quân đã đến dưới lầu rồi anh kiềm chế chút đánh tình địch thì được nhưng ngàn lần đừng đánh mặt tôi đây là sâu hẹn hò không có phải võ lâm tranh bá biết rồi cái này không em nhìn anh làm cái gì nhìn hợp đồng ồ oh. ngu liễu và Sâm chỉ mặc sớm đã vạch rõ ranh giới rồi hắn không xứng làm tình địch của tôi anh cứ cứng mồm đi xâm chỉ mặc người ta tốt xấu gì cũng là bạch 17 năm của ngu liễu các người mới đâu vào đâu ngu tiểu thư Chi tiết của hợp đồng cô từ từ xem. Có cái gì không hiểu thì có thể hỏi Bùi. Bùi Tổng. Tôi đi trước đây. Được, đạo diễn bái bye, bye, bye bye. Hợp đồng em đã xem xong rồi, không có vấn đề gì lớn. Đợi đã. Ký đi. Ngu liễu, anh cần nhắc nhở em. Cái này suy si cho cùng là game show. Cùng tôi tham gia show hẹn hò, thì có nghĩa là lại gần nắm tay, ôm nhau. Có thể tiếp nhận không? Em có thể. Hôn môi cũng có thể sao, nhưng mà bùi phu nhân cổ. Công việc mà thôi, cổ sẽ không để ý đâu. Nhưng em thì sao? Phần công việc này, em có thể tiếp nhận không? Nếu như từ chối bùi văn đàn thì không những chuyện tai tiếng không thể đính chính. Mình cũng không lấy các xe trả cho xâm ra, em có thể. Như quân, Đợi anh ký xong hợp đợi. thì anh đưa em đi dạo phố có được dạo cái đầu anh á. Em không muốn gặp bọn họ. Như Quân. Anh sai rồi, em nói anh biết, anh lần sau còn đến muộn thì đừng trách em đổi bạn trai, anh biết rồi. Đừng lo lắng. Ngu liễu chỉ cần tôi không đồng ý, cô vĩnh vĩnh cũng đừng mong rời khỏi xâm gia. Tôi có năng lực, khiến cô ở bên ngoài sống không nổi. Sao hả? Con chưa liên lạc được với ngu liễu à? Có lẽ là bởi vì chuyện em đẩy à xuống nước, vẫn còn giận. Vậy phải làm sao? Hay là em đi xin lỗi à nhỉ? Em đừng đường là thiên kim thẩm gia. Làm sao có xin lỗi với con gái của người làm chứ? À nhưng em, không phải là nên làm sao? Vậy thú cưng anh đã nuôi nhiều năm như vậy, lỡ như chạy theo người khác rồi phải làm sao? ngu liễu không có cái gan đó đâu cho dù à có người bên cạnh à anh đều đã đàn áp rồi không có ai dám làm bạn với hả à. ta nhẫn quá đi nhưng mà em thích thì ra từ nhỏ đến lớn mình chẳng qua chỉ là một món đồ chơi trong tay của sâm trì mặc ngu liễu a mặc em nói anh biết nha lần này tham gia game show anh phải biểu hiện cho tốt như vậy em mới có thể dễ nói với người trong nhà chuyện hai chúng ta yêu đương đương nhiên anh nhất định sẽ làm kẻ trung thành nhất với tiểu công chúa kỳ sĩ anh nghiêm túc chút có được không anh văn đàn thì ra là anh à vị này là Thẩm tiểu thư, có liên quan gì đến cô không? Tránh ra, cái này không phải là mình tạo cho ngu liễu sao? Ủa sao lại có? Đợi đã, quý cô này, cho hỏi vòng tay của cô, là nhãn hiệu gì vậy? Xâm tiên sinh, anh còn có. Sở thích quấy rối bạn gái của người khác. Tôi, đi. Xâm chỉ mặc anh có ý gì hả? Chắc không phải là muốn dụ dỗ cổ phiếu của anh Văn Đàn đó sau hẹn hò cổ phiếu. Cũng phải, con nhà người ta giống như Bùi Văn Đàn. Làm sao có thể sẽ ở cùng ngu liễu? anh đâu có anh chỉ là thấy cái vòng tay đó đã còn không phải nghĩ đến cũng mua một chiếc cho tiểu công chúa của anh sao anh tốt nhất là như vậy anh khẳng định là như vậy xin lỗi em thật không ngờ sẽ gặp phải xâm trì mặc chuyển khi nãy cảm ơn anh ngu liễu với anh không cần nói cảm ơn đi thôi đến nhà anh đến nhà anh nếu không thì sao lẽ nào em muốn để chúng thực chúng ta là tình nhân giả sao cũng phải lỡ như bị vạch trần không được tham gia sâu hẹn hò các xe sẽ không lấy được Em nói cái gì? Ý em là không vấn đề. Thật ngoan vậy chúng ta bây giờ sẽ đi. Kỳ lạ. Rõ ràng game show còn chưa bắt đầu. Sao mà đã bắt đầu? Diễn kịch diễn nguyên bộ rồi. Sao tim mình đập nhanh như vậy? Mệt mỏi cả ngày rồi. Anh đi tắm trước. Phòng của em thu dọn xong rồi. Ở ngay lầu 2. Được. Còn có thang máy. Nhịp tim của chúng ta cùng một tần số. 8 giờ sáng ngày mai. Phòng phát sóng trực tiếp không gặp không về. Bùi Văn Đàn không phải đã có vợ rồi sao? Sao lại đồng ý tham gia show hẹn họ? Nghe nói những đính hôn của Bùi Thần và Phu Nhân còn là mẫu mới nhất của thời trang Paris. Hình hồ điệp. Chỉ giá 500 triệu. trị giá 500 triệu. Xem ra Bùi Văn Đàn này. Rất yêu Bùi Phu Nhân mà. Ngu liễu sao em còn chưa đi? xem cái gì thế không không có gì thì ra em thích cái nhẫn này không không có nếu đã như vậy thì vậy cái nhẫn này sẽ giao cho em bảo quản nhé bạn gái anh muốn đem cái nhẫn đến hôn trị giá 500 triệu này. Trị giá 500 triệu này cho em. Lẽ nào bùi phu nhân thật sự sẽ không để tâm sao? Có khả năng nào? Cái nhẫn này vốn dĩ chính là của em. Cái nhẫn này em không thể nhận hơn nữa. Dẫn với em thôi. Nếu đã tham gia sâu hẹn hò diễn tình nhân, thì cần phải chân thật một chút, yên tâm. Mấy cái này phu nhân của anh cứ bảo quản cho tốt thì được rồi. Vậy thì được. Nếu đã như vậy thì... Đợi sau hẹn hò em đảm bảo lập tức đem cái nhẫn này trả cho anh. Được thì được nhưng mà nhưng mà cái gì nhưng mà nếu đã là diễn tình nhân vậy có phải nên có biệt danh không em cảm thấy vợ bé ngoan bé cưng thế nào những xưng hô này cũng quá xến xúa rồi không thích vậy vợ có cái kiểu xưng hô nào nghiêm chỉnh hơn chút không? chút không vậy được rồi gọi em liễu liễu thì sao liễu liễu mặt em sao đỏ thế em không có <laughs> người đàn ông tình cảm giống như bùi văn đàn nếu ngày mai tham gia sâu hẹn sợ là sẽ có không ít cô gái sẽ động lòng bùi văn đàn anh đây anh yên tâm đợi lợi ký xong hợp đồng trong thời gian sâu hẹn nhất định sẽ tận lực làm tốt bạn gái của anh Xâm. Lẽ nào cổ còn chưa chịu từ bỏ họ xâm kia Bùi ca Phim điện ảnh mới lên sóng của anh tôi xem rồi Thật sự đặc biệt hay Xin chào Anh chính là vị khách mới nam thứ ba tổ tiết mục mới đến đúng không Chào anh Tôi tên Lan Nhất Hàng Xin chào xâm chỉ mặc Đây chính là người mới mà Bùi Tiên Sinh mời đến Sau hẹn hò cổ phiếu của anh Nếu mà xâm tiên sinh hiếu kỳ như vậy Vậy tôi không ngại nói với anh Của tôi đó Ngô Liễu, đem cái này đưa đến hội học sinh đi. Nhanh. Thì ra mình hôm qua không có nhìn nhầm, người đó chính là Ngu Liễu Bùi Vân Đàn, anh thực sự có ý định đó. Lẽ nào từ lúc học đại học thì anh đã <laughs> Hậu trường nhớ quay một chút, chú ý bắt lấy những phản ứng chân thật của mọi người. Phía bên này chúng ta để ý đến make up và kiểu tóc. Được rồi, trao đổi chi tiết đi. Cô nữa cũng là chuẩn bị như thế đi. Nào các bộ phận chú ý. Chuẩn bị. Khai máy. Hoan nghênh, hoan nghênh. Ngu lão sư mời ngồi. Được. Xin chào, xin chào. Mau ngồi đi. Được. Em tên Biên Thiệu. Năm nay 23 tuổi, trước mắt đang ở trong đoàn ballet của nhà hát lớn làm thành viên dự bị. Chào em, chị tên Mu Liễu. Là một nhà thiết kế sườn xám, chú ý chi tiết, đã rõ, em biết, em nghe bùi đại ảnh đế từng nhắc đến. Ăn chút đồ ăn nhẹ đi, ngon lắm đó, được cảm ơn. Đúng rồi, có thể nào nhờ chị giúp em đo đặt làm một bộ sườn xám không? Đến lúc đó em muốn mặc nó lên sân khấu biểu diễn. Không thành vấn đề. Cảm ơn chị. Hi. Chào mọi người. Hoan nghênh, hoan nghênh. Sao lại là cô? Thẩm tiểu thư lâu rồi không gặp. Vì xâm chỉ mặc mà đến chứ gì? Ngu liễu. Nên hiểu rõ bản thân mấy cân mấy lượng. Dành đàn ông với tôi. Cô còn chưa xứng. Đây là dưa chấn động gì đây? Thẩm tiểu thư nghĩ nhiều quá rồi. Tôi không thích nhặt rác. Càng không thích loại rác như sâm chỉ mặc tôi không có hứng thú với hắn cô bớt ở đây giả vờ thanh cao đi không có hứng thú cô đã đuổi theo đến tiết mục luôn rồi thật là không biết xấu hổ tôi và sâm trì mà không có bất kỳ quan hệ nào nếu như cô lo lắng như vậy thì chi bằng cô treo anh ta lên tường. Từ... vậy là xong rồi cô ngu liễu sao cô dám nói chuyện với tôi như vậy thẩm tiểu thư đây là đang phát trực tiếp đó chú ý hình tượng ngu liễu chúng ta đợi mà coi chị liễu liễu chị vẫn ổn chứ tôi không sao. Ngu liễu nhịn thêm chút đi, ai cũng không thể ngăn cản. Sau khi tôi lấy được các xê, thoát khỏi xâm gia, chúc mừng ba vị khách mời nữ gia nhập căn phòng động lòng. Tiếp theo mời chọn đối tượng hẹn hò của bạn. Đặt ở trước mặt các bạn là thẻ lập đội được khách mời nam, tự tay vẽ. Mời ba vị lão sư, cẩn thận lựa chọn. Chị liễu liễu, em chọn cái này trước nhé. Tôi chọn. Tôi chọn tấm này ngu liễu cô ở lì xâm ra mười mấy năm bây giờ lại vì a mặc chạy đến sâu hẹn hò muốn thông qua thẻ lập đội với ảnh thật sự chính là nằm mơ vậy tôi chọn cái này đợi đã ký đi ngu liễu sao mà một chút cũng không lo lắng chắc không phải là cố ý đó chứ bản đồ lộ trình ở mặt sau thẻ chính là đối tượng hẹn hò hôm nay của các bạn vậy tôi đi trước đây cố lên bye bye Vậy em cũng đi trước đây. Được, bye bye. Vậy, cố lên. Cố lên. Bùi văn đàn. Ngu liễu không thích anh. Cho dù anh đưa cổ đến tham gia game cũng không có ý nghĩa gì cả. Có liên quan gì đến anh không? Anh nghĩ, cô ấy còn là ngu liễu của chức đối với xâm chỉ mặc anh nhẫn nhục chịu đựng. Tôi nói với anh nhá. Cổ chỉ là bởi vì thẩm như quân mà ganh tuông thôi. Xâm chỉ mặc. Anh không cảm thấy lời này của anh rất nực cười sao? Bùi Văn Đàn anh không cảm thấy anh mới người nực cười nhất sao tôi nói anh bất kể anh dùng thủ đoạn lừa ngu liễu tham gia sâu hẹn hò nhưng anh đừng hòng cướp đi cổ từ bên cạnh tôi ngu liễu muốn thế nào đó là tự do của cổ còn không đến lượt anh ra quyết định thay cổ bùi văn đàn tránh ra đừng làm lỡ giờ tôi đón bạn gái tôi ngu liễu chỉ có thể là thú cưng của tôi bùi văn đàn anh đời này cũng đừng mong có được cổ sao lại không có ai vậy có phải là chọn nhầm thẻ rồi không Anh đến đón em đây bạn gái. Sao thế? Không có gì. Là em đi nhầm rồi sao? Em nhớ địa điểm hẹn trước không phải. Không có đi nhầm. Là anh muốn gặp em sớm hơn. Diễn xuất của Bùi Văn Đàn tốt như vậy sao? Phải làm sao? Mình hoàn toàn tiếp không nổi kịch của ảnh. Sao em biết? Thẻ sô-cô-la -cô là anh vẽ. Vậy. Em nhớ anh có một động tác. Em nhớ thói quen hành động của anh Đen cái này gấp tới gấp lui Trên tấm thẻ sô-cô-la này Cái này em cũng chú ý đến Vậy vì sao anh lại vẽ sô-cô-la Bởi vì anh lúc trước từng tặng sô-cô-la Cho một nữ sinh Đây còn là bùi văn đàn mà mình biết không Hôm đó trời mưa rất to Anh ngồi chuyến xe cuối cùng về nhà Chỉ còn lại một chỗ ngồi cuối cùng Có lẽ là bởi vì quá mệt rồi Bất chi bất giác Cô gái đó ngủ quên rồi Mãi đến lúc đó Anh mới có cơ hội tặng cổ sô-cô-la anh còn lén lút viết cho cổ một mảnh giấy dẫn do cổ chăm sóc tốt bản thân vậy anh vì sao muốn tặng sô cô là vậy bởi vì anh thích cổ bởi vì anh thích cổ anh là đang tỏ tình vì hiệu quả phát sóng. Em không cảm thấy cây này rất là rất lãng mạn đó. Bùi phu nhân biết khẳng định sẽ rất cảm động, lẽ nào liễu liễu cái gì cũng không nhớ nữa sao? Số liệu phát sóng thế nào? Không hổ là bùi đại ảnh đế. Trước mắt tiết mục đã leo lên top một tìm kiếm. mu liễu mày đang hiểu lầm cái gì? Cũng không phải ngày đầu tiên biết diễn xuất của bùi văn đàn rất tốt mà. Đi thôi chúng ta đến địa điểm chỉ định. Người này vì hiệu quả tiết mục, thật sự là trả xá gì luôn. Lẽ nào ảnh không sợ mình sẽ động lòng sao? Em đang nghĩ cái gì đó? Nghĩ về anh sao? Đâu có đâu. Mọi người chào buổi chiều. Bây giờ công bố thời gian tập trung của từng tổ khách mời. Hạng ba thẩm như quân sâm chỉ mặc. Thời gian đã dùng là 15 phút. Hạng hai biên thiệu là nhất hàng. Thời gian đã dùng 12 phút. Tiểu thiệu. Cô nhanh như vậy mới hạng hai thôi. Vậy bùi thần và ngu lão sư phải nhanh cỡ nào chứ? Hạng nhất ngu liễu bùi văn đàn. Thời gian đã dùng 3 phút. Chị liễu liễu chị và bùi lão sư đã bay đến hay sao? Thật là đồ đần. Ngay cả thủ thuật phụng về này. Cũng nhìn không ra. Cô. Sao hả? Ngu liễu nhanh như vậy. À khẳng định là gian lận đã dùng phương tiện giao thông. Đạo diễn tôi muốn tố cáo ngu liễu. Cổ vi phạm quy tắc trò chơi. Tôi yêu cầu lập tức trục xuất. Cổ khỏi cộng hưởng nhịp tim. Không thể nào. Chị Liễu Liễu sẽ không làm như vậy à? đâu. Cô rõ như vậy à? Lẽ nào cô là con sâu trong bụng ngu liễu à? Tôi, như quân thôi bỏ đi. Quay tiết mục mà. Sao hả? Anh tội nghiệp tiểu bảo mẫu của anh rồi. Được thôi giữa hai chúng tôi. Anh bắt buộc chọn một người. Em nói cái gì vậy? Ngu liễu. Cô nghĩ mọi người đều ngu ngốc như biên thiệu à? nghĩ rằng cô không có gian lận tôi nói cô biết cô thức thời thì cô nhanh chóng quốc khỏi tổ tiết mục đừng đem anh văn đàn cũng kéo xuống nước chỉ cần mình có thể đá cái thứ tiểu bảo mẫu quyến rũ đàn ông này khỏi sâu hẹn hò cổ phiếu của mình và a mặc tuyệt đối sẽ hot trong tiết mục này anh văn đàn cũng khẳng định sẽ cảm ơn mình một trò chơi mà thôi tôi còn chưa đến mức vì thắng mà gian lận vậy cô nói xem cô rốt cuộc làm làm thế nào trong vòng 3 phút đã họp mặt với anh văn đàn rồi thẩm tiểu thư cô nếu như không cảm thấy mất mặt thì tổ tiết mục rất vui vẻ thành toàn cho cô Anh đến đón em rồi bạn gái. Quy tắc trò chơi nói để cổ đến tìm tôi. Cũng không nói. Không cho tôi đi đón cổ. Tôi phục rồi. Phục sát đất luôn. Nhìn người ta học hỏi chút đi. Ngu liễu đây chính là các cô phản kháng tôi sao? Cho dù cô và Bùi Văn Đàn diễn tốt cỡ nào, tôi cũng tuyệt không thể nào bị em lừa. Ngu liễu không phải là dựa hơi anh Văn Đàn thôi sao? Có cái gì ghê sớm đâu, thẩm tiểu thư. Cô đổ oan bạn gái tôi, không phải nên xin lỗi sao? Thẩm tiểu thư, cô đổ oan bạn gái tôi, lẽ nào không phải nên xin lỗi sao? liễu, nhưng quân cổ chỉ là tính chó hơi thẳng muốn chúng ta tuân thủ quy tắc trò chơi không hề cố ý nhắm vào em sâm tiên sinh vậy ý của anh là thẩm tiểu thư đổ oan cho bạn gái tôi cũng không cần xin lỗi rồi bùi ai... văn đàn hình như thật sự giận rồi lẽ nào đây cũng là ảnh đang diễn sao tôi xin lỗi có được không xin lỗi ngu liễu tôi và em thanh mai trúc mã mười bảy chưa từng thấy em giống như hôm nay hung hộ ép người thế này sâm tiên sinh người ai cũng sẽ thay đổi em nói đúng Nhớ năm đó lúc trước, bất luận anh ở đâu chỉ cần gọi điện thoại cho em liền lập tức đến tìm anh. Bây giờ, đến quy WeChat của anh cũng dám chặn rồi. Xem ra lúc trước anh quá dung túng em rồi. Còn nữa ngu điễu em đừng quý trước em và mẹ em như hai con chó không nhà nằm ở trước cửa xâm gia. Là ai đã giải cứu mẹ con các người, đi tiện từ trong xương cốt của người hạ đẳng. Là cả đời này cũng không có cách xóa mở đâu. Chả trách xâm phu nhân dốc hết tâm tư, muốn để anh và thẩm gia liên hôn. Thì ra người xuất thân từ xâm gia đều tự cảm thấy hành mọi, vọng tưởng thay đổi địa vị. Ngu liễu cô điên rồi sao? Sâm ra chúng ta có phải là nuôi cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Tôi nhắc nhở anh một câu, bây giờ đang phát trực tiếp. Anh yên tâm, đợi sau khi game xấu kết tôi sẽ đem tất cả tiền nuôi dưỡng đều trả cho Sâm gia. Cô nghĩ đơn giản như vậy thì có thể báo đáp ơn nuôi dưỡng của Sâm gia chúng ta sao? Cô đừng hòng, cô đời này cũng đừng mong rời xa tôi. Ở trước mặt tôi uy hiếp bạn gái tôi, anh coi tôi không tồn tại à? Tiếp một kế tiếp sắp bắt đầu rồi, chúng ta mặc kệ hắn, đi trước thôi. Hoan nghênh các vị khách mời, thành công quay lại trò chơi. Đầu tiên, chúc mừng các vị khách mời, thành công lập đội. Nhanh theo sẽ bắt đầu trò chơi khán giả thích nhất. Trước tiên tôi xin giới thiệu cho mọi người, quy tắc trò chơi. Trong tình huống không chạm vào môi, hai vị khách mời tận dụng khả năng ăn hết bánh. Độ dài dưới 1cm, tổ tiết mục bao các khách mời. Bữa trưa và bữa tối, ngược lại cần các khách mời. Tự mình giải quyết, bạn gái em sẽ không để anh thua trò chơi. Không có cơm ăn chứ, lúc trước nói giả làm tình nhân giả vờ thân mật. Nhanh như vậy sắp đến rồi sao? Một cm. Cái này với trực tiếp hôn nhau có khác gì đâu chứ? Ai có thể hoàn thành thử thách thế này chứ? Trò chơi ăn bánh cũ kỹ có cái gì ghê sớm đến mức các người ngạc nhiên đến vậy à? A à, mặc vậy chúng ta lần này nhất định phải thắng. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Vậy các vị lão sư, chúng ta bắt đầu thử thách đi. Cắn chặt. Đừng sợ. Đừng động để anh. Bùi Văn Đàn muốn làm cái gì? Anh ở đây lề mề cái gì vậy anh đút cho em? Chúc mừng hai vị khách mời 0.8cm. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Một, hai, ba đi. Đạo diễn có thể lại lần nữa không? Không được đâu. Làm rớt bánh thì xem như trò chơi thất bại. Phải tự mình giải quyết bữa trưa và bữa tối. Xong chỉ mặc, anh rốt cuộc đang làm gì hả? <laughs> xin lỗi nha anh khi này không chú ý. Các người chắc không phải là trên danh nghĩa tham gia sâu. Trên thực tế là để chúng ta sinh tồn nơi hoang dã đâu phải kiện các người ngược đãi khách mời. Chị Liễu Liễu, bọn họ không cho chúng em ăn cơm. Đạo diễn, nhiều đồ ăn như vậy tôi và Bùi Văn Đàng cũng ăn không hết. Có thể để Nhất Hàng và Biên Thiệu cùng ăn không? Đương nhiên có thể. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chỉ Mặc, cổ vì sao không gọi em vậy ăn mình êm cổ vậy không sao chúng ta có chơi có chịu anh văn đàn có phải là ngu lão sư không thích em không vì vậy mới không có mời em ăn anh văn đàn có phải là ngu lão sư cổ không thích em không cũng không có mời chúng em bùi ra ra nói bảo anh chăm sóc tốt cho em mà liễu liễu khi nãy thẩm tiểu thư nói em không cho cổ ăn cơm tối mạo muội hỏi một chút em là mẹ cổ sao em đâu có đứa con gái khủng nào đâu vậy vì sao em không cho cổ cơm ăn lẽ nào là bởi vì em không mời cổ ăn cơm tối cơm gì cơm thắng trò chơi đó là cổ thắng trò chơi sao đâu phải đâu vậy liên quan gì đến cổ phải đó thẩm tiểu thư bữa tối của tôi có liên quan gì đến cô cô nhưng mà cô đã mời biên thiệu và la nhất hàng cô rõ ràng chính là đang nhắm vào tôi cô bạn gái tôi dựa vào thực lực thắng được bữa tối cô có quyền xử lý tuyệt đối bất kể là tự cổ ăn hay là cho người khác ăn cô quản được sao nhưng mà bùi Gia ra nói Bảo anh chiếu cố em mà Anh cũng không thể mặc kệ em chứ <laughs> Điện thoại Alo Gia Gia Là con Bùi Văn Đàn Văn Đàn à Con không phải đang tham gia Cái gì mà sâu hẹn hò sao? lại nhớ gọi điện cho ông rồi Cái đó Ông lúc bảo con chiếu cố, thẩm, bảo như con quân quân cố thẩm, vậy thẩm như quân ai? Thẩm ra tiểu bối thẩm như quân Không có quen Vậy không sao rồi, con cúp máy đợi đã đợi đã, ta xem con phát sóng rồi, khi nào con đưa cháu dâu của ta về hả? Ta còn đang đợi bế cháu cố đây, ra ra đợi con ghi hình xong tiết mục, con sẽ đưa cổ về thăm được được. Như thế thì còn được, cái đó thẩm tiểu thư. Khi nãy cô cũng nghe thấy, ra ra tôi nói ổng không quen cô, phiền cô lần sau, đừng tìm nhầm ra ra nữa. Đừng cười nữa. Tôi không quay nữa. Buổi ghi hình hôm nay sẽ kết thúc ở đây, ngày mai cho mọi người chuẩn bị trò chơi thú vị hơn, hy vọng mọi người nghỉ ngơi sớm ngủ ngon. Bùi Văn Đàn Ngày mai gặp, nghỉ ngơi sớm đi Ngủ ngon Vì sao nhìn bóng lưng của ảnh Mình đột nhiên lại có chút không nỡ Ngu liễu mày rốt cuộc bị sao thế Ai đó Anh đến làm cái gì Ngu liễu Mời bùi văn đàn đến làm tình nhân giả với cô Lại còn mua chuộc bùi lão ra Ngu liễu thủ đoạn của em cũng dữ dằn quá. Chuyện của tôi và Bùi Văn Đàn, liên quan gì đến anh, con người em tôi cũng xem là rất hiểu. Em là người cẩn thận chặt chẽ, em căn bản không thể nào đi thích, con nhà người ta giống như Bùi Văn Đàn. Em với hắn mập mờ, chắc là đang giận dỗi với tôi. Để tôi dỗ dành em nhỉ. Anh có phần cũng quá tự luyến rồi nhỉ. Vì chọc tức anh tham gia sâu hẹn hò, anh còn chưa đủ tư cách. Ngu liễu em nói lại lần nữa, nói mười lần nữa cũng vô ích. Để tôi tham gia xong game show thì có thể trả hết tiền nuôi dưỡng đến lúc đó. Chúng ta quan hệ gì cũng không có nữa. Anh đi đi ngu liễu anh làm cái gì vậy nửa đêm quấy rối bạn gái tôi anh điên rồi bạn gái anh bùi văn đàn anh có phải là cảm thấy tôi nhỉ không ra hai người các người là đang giữ vậy thì đã sao là tự anh ép liễu liễu đi cổ ở bên cạnh anh 17 năm anh đã vì cổ làm những tôi vì cổ làm cho dù tôi cái gì cũng chưa làm vì cổ cổ không phải là giống như một con chó ghẻ dính lấy tôi 17 năm không giống anh anh chính là công cụ cổ dùng để dẫn dỗi với tôi anh đừng bông bột đang tham gia tiết mục nếu như anh còn dám quấy rối cổ đừng trách tôi không khách sáo với anh chuyện vừa rồi cảm ơn anh đúng rồi anh tìm em có chuyện gì đến tìm em đi tắm đi tắm tiểu chức tử tôi nhớ trong hợp đồng có viết không hoàn thành trò chơi thì trừng phạt cắt nước trong phòng một ngày đúng không đúng là có một điều như vậy sao thế cậu xem tôi hôm nay tự ý đi đón bạn gái tôi phá hoại quy tắc trò chơi cậu phạt tôi đi bùi văn đàn tôi quả thật không giống người nhưng cậu thật sự là cậu mà xong rồi xong rồi xong rồi ảnh không phải đã thấy mình cái này cũng quá mất mặt đi liễu liễu mặt em sao đỏ thế giận rồi ai đỏ mặt ai giận rồi khi nãy anh ở bên trong nhìn thấy im miệng sao thế em muốn chiếm hời của anh à là chỗ này hay là chỗ này lẽ nào nói là chỗ này anh nghĩ nhiều rồi đừng động chị liễu liễu Tổ tiết mục cũng quá điên rồi rồi, vậy mà bảo chúng ta ngày mai nhập vai làm. Cái đó, em cái gì cũng không nhìn thấy. Chị Liễu Liễu, chị có đây không? Không ở đây em ra ngoài nhé. Cũng may lão nương lành trí. Tiểu thiệu cổ chắc là đến tìm em đó, hay là tắm xong rồi đến lúc anh phải về rồi nhỉ? Đi thông thả. Không tiễn. Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi. Không phải chứ, sao anh nóng nảy như vậy? Không có gì. Là bởi vì ngu liễu nhỉ? Xăm Trì mặc tôi nói anh biết, tôi đã nhìn anh lâu rồi đó, từ lúc anh đến sâu hẹn hò, nhìn thấy ngu liễu đến giờ, mắt của anh chưa từng rời khỏi à, Thẩm như quân em có phải là có bệnh không? Em ngoài trừ từ sáng đến tối canh chừng tôi còn biết làm cái gì nữa? Thẩm Trì mặc, anh vậy mà bởi vì ngu liễu hung dữ với tôi, tôi nói anh biết người đính hôn với anh là tôi anh có tin tôi bây giờ sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ tôi từ hôn với sâm ra các người như quân em nghĩ nhiều rồi sao anh lại để ý đến cổ chứ anh mà anh chỉ là nghĩ tới ngu liễu rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì có thể khiến bùi văn đàn cùng cổ diễn tình nhân nói với anh nha anh tốt nhất là như vậy nếu không lần sau em không tha thứ cho tôi thuộc về tôi tôi nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để đoạt về lại ngu liễu em trốn không thoát đâu chào buổi sáng chào buổi sáng ngu lão sư đây là hoạt động hôm nay của bùi lão sư hai người vai diễn gì thế hầu gái ma cà rồng đợi em rất lâu rồi bạn gái ma cà rong tiền sinh có thể hút một miếng máu của tôi không bùi lão sư chúng ta cái này chính là hiệu quả game không cần cắn mượn góc máy thì được rồi cắn thật Đau không? Anh làm sao có thể? Anh làm sao? Anh làm sao có thể cắn thật chứ? Chúng ta là tình nhân. Cũng không thể diễn giả được. Nhưng chúng ta vốn dĩ không phải là tình nhân giả sao. Em nếu như cảm thấy chịu thiệt thì... Lấy lại đi, em không có thèm đâu. Em không làm một miếng sao. Làm gì mà làm chứ? Tổ tiết mục này chuẩn bị quần áo gì thế chứ? Thật là hết có biết. Đạo diễn anh xem cái này. Bùi văn đàn kẻ cùng vợ yêu vợ mù quáng. Tiểu tử này được quá chứ? <laughs> bên thì yêu thầm bên thì theo đuổi Mùi Vân Đàn tiểu tử nóng ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy Xem ra là sắp tu thành tránh quả rồi Tiểu thiệu Chị Liễu Liễu, người của tổ tiết mục còn chưa đến sao Em cũng không biết đâu, sơn sám này của chị xinh quá đi Còn cả cây trâm của chị, mua ở đâu thế Đẹp quá đi, là tự tôi làm đó Chị lợi hại quá đi Chị đợi một chút Chỗ em có cao làm mát đặc biệt hữu dụng, chị có thể lấy về dùng. Chị ngứa đó, trên cổ, có một vết mũi cắn. Lần trước em cũng bị cắn một nhát, cũng không biết chỗ này tiểu thiệu. Nhiệm vụ của tổ tiết mục nặng, hay là em đi hoàn thành nó trước? Cảm ơn nha. Bye bye. Thật sự rất đỏ. Tôi cảm thấy cũng được. Có phải là còn chưa thích ứng lắm kiểu tiếp xúc thân mật này? Cũng được em suy cho cùng đã hứa với ai phải diễn kịch cho tốt mà em không phải đến bây giờ còn cho là tất cả đều là đang diễn kịch chứ em không phải đến bây giờ còn cho là tất cả chỉ là đang diễn kịch chứ em tham gia sâu hẹn hò có phải là cũng chỉ vì lấy các xe trả nợ công ơn nuôi dưỡng của sâm gia cũng không hẳn còn cả giúp anh đính chính tai tiếng ngu liễu có phải là đợi sau khi tiết mục ghi hình xong chúng ta sẽ không gặp nhau nữa anh cũng biết mà em không thích nợ người khác Anh sao thế? À, Ngu lão, lão sư. Là... Ai cắn vậy? Ngu liễu tôi hỏi em ai cắn hả? Cái này không liên quan đến anh nhỉ? Có phải là hắn không? Phải thì đã sao? Ngu liễu em đừng quậy nữa có được không? Nhẫn nại của tôi là có giới hạn. Em đừng được nước làm Xăm tiên sinh anh đừng quên. Đối tượng hẹn hò hôm nay của anh là ai? Thẩm tiểu thư vẫn đang đợi anh kìa. Cùng lắm tôi và thẩm gia không liên hôn nữa là đó là chuyện của anh. Phiền anh đừng đến quấy rối tôi nữa. Tôi đã kết hôn rồi. Em nói cái gì? Tôi chính là cái người bị paparazzi bốc phốt. Bùi phu nhân bí ẩn. Là tôi. Bùi Vân Đàn sẽ nhìn chúng cô sao? Ngu liễu. Em dẫn cái gì mà dẫn? Em cảm thấy tôi sẽ tin Trì cút. Anh kêu ai cút hả? Tôi bảo cô cút. Ngu liễu. Tôi không quay nữa. Theo tôi về nhà, xâm chỉ mặc anh làm cái gì Anh bình tĩnh chút đi sắp ghi hình tích Tôi lấy cái gì bình tĩnh? Em là thú cưng, tôi nuôi 17 năm, bây giờ nói muốn rời xa tôi. Em nằm mơ. Đi. Xâm tiên sinh, đem một người sống sờ sờ, xem thành thú cưng. Sở thích của anh thật sự hơi biến thái rồi. Liên quan gì đến anh? Cút đi cho tôi. Ngu liễu là vợ của tôi. Anh nói không liên quan đến tôi. Cổ không phải. Sâm tiên sinh, anh bây giờ sao lại giống như con chó gặp ai cắn người đó? Sao thế đấu kỵ à? Bùi văn đàn, anh xem thử bản thân anh. Anh có cái gì đáng để tôi đố kỵ hả? Tôi chỉ cảm thấy cổ là người phụ nữ tôi đã chơi 17 năm. Bây giờ bị anh tiếp quản rồi. Tôi thay anh cảm thấy đáng cười. Anh nói bậy cái gì vậy? Chúng ta rõ ràng cái gì cũng không có vui vị của cổ. Tôi kể cho anh nghe, cổ tối hôm đó. Dựng chuyện vợ của tôi, tôi không ngại thừa nhận, tôi rất đố kỵ với anh. Đố kỵ đến sắp phát điên rồi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đừng đánh mặt chứ. Sân tiên sinh, nếu như tôi là anh thì tôi sẽ ngoan ngoãn nằm yên trên đất đợi bác sĩ đến. Suy cho cùng là anh gây chuyện trước. Máy quay còn đang ghi hình kìa. Bùi tiên sinh, đi cùng tôi một chuyến đi giải quyết các vấn đề tiếp theo. tiếp mục tạm thời dừng ghi hình. Xin lỗi lại gây dối cho anh nữa rồi hích khi là anh cắn người là anh đánh em xin lỗi cái gì nếu như không phải bởi vì em anh cũng sẽ không đánh nhau với hắn tổ tiết mục cũng sẽ không dừng lại hơn nữa lời anh nói khi nãy em cũng nghe thấy rồi khi nãy đã nói nhiều như vậy em nói là câu nào nếu đã ký hợp đồng bảo vệ bạn gái hợp đồng của anh không phải là chuyện nên làm sao yên tâm các xe không thiếu phần em đâu em không phải có ý đó anh còn có việc phải xử lý lát nữa tìm người đưa em về đi trước đây alo alo Sâm ca cha ra rồi ngô liễu cổ đang ở nhà bùi văn đàn có lẽ chuyện bí mật kết hôn là thật đó cổ mới rời khỏi xâm ra mấy ngày làm sao có thể nói kết hôn thì kết hôn nhất định tìm cổ về lại cho tôi xâm ca loại phụ nữ giống như ngô liễu anh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vì cổ đắc tội bùi văn đàn không đáng đâu hay là thôi bỏ đi đắc tội bùi ra thì đã sao tôi nói với cậu ngô liễu là thú cưng của tôi ai cũng không thể cướp cổ đi ngu liễu đồ phụ nữ ti tiện cô cô không những mạo nhận phu nhân bí ẩn của bùi văn đàn cô còn chia sẻ tình cảm giữa tôi và trì mặc cô còn khiến chỉ mặc đầy tôi ngu liễu cô đợi đó cho tôi tôi nhất định sẽ khiến cô thân bại danh liệt alo nhà báo vương tôi cho anh một tin siêu nóng liên quan đến phu nhân bí ẩn của bùi văn đàn đảm bảo anh hài lòng bùi ra chúng ta sao lại đẻ ra một đứa vô dụng theo đuổi vợ đến bây giờ vẫn chưa thành công lẽ nào còn muốn dùng cái cớ hôn nhân bí mật Lừa gạt toàn bộ đoàn phim người ta sao? Con không có nghĩ lừa gạt cổ. Vậy vì sao không tỏ tình với người ta? Nói ra sự thật có khó đến vậy không? Ra ra. Ông biết hiệu ứng mèo bị bỏ rơi không? Cái gì? Nếu như ông gặp được một bị ngược đãi bị vứt bỏ, phản ứng đầu tiên của ông là cái gì? Nó đáng thương, đưa nó về nhà. Nhưng nếu như cổ bài xích sự gần gũi của ông, thậm chí cả ông, ông còn gấp gáp muốn ôm nó không? Ra ra. Con bây giờ chính là như vậy đó. Con là thích ngu liễu nhưng cổ sẽ không bởi vì chủ động tiếp cận của con thì buông lỏng cảnh giác với con. Liễu liễu, sao em ngốc như vậy chứ? Xâm trì mặc thật sự quá đáng quá rồi. Em có lòng tốt chuẩn bị bánh kem cho hắn. Hắn còn đuổi em ra ngoài. Em rốt cuộc thích hắn cái gì vậy? Nhưng ảnh lúc trước không phải như vậy. Anh nói không có sai. Người ai cũng sẽ thay đổi. Có lẽ tôi sớm đã nên nhìn rõ. Em cần giúp đỡ thì tôi có thể giúp em. Cảm ơn anh nhé bùi chân. Nhưng mà không cần. Tôi không thích nợ người khác Nếu như có một ngày tôi hạ quyết tâm Muốn rời xa xâm ra Tôi muốn dựa vào bản thân Được Vậy đến nhà tôi ở tạm có được không? Nhưng cổ là một cô gái dũng cảm Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó Con vẫn luôn đợi đợi cổ bằng lòng bỏ xuống phòng bị lựa chọn tin tưởng con đợi cổ triệt để thoát khỏi xâm ra đợi ngày phá kén thành bướm vậy bây giờ phải làm sao lẽ nào con cứ mãi giấu giếm người ta bây giờ không phải lúc để tỏ tình ngu liễu vốn dĩ đã cẩn thận dè dặt cổ vừa mới bắt đầu quen với con con không thể để cổ có chút cảnh giác với con ra ra con nghe điện thoại đã alo bùi văn đàn nhanh đi tìm ngu liễu chuyện anh và cổ giả vờ bí mật kênh hot sốt rồi bây giờ cư dân mạng đều nói ngu liễu là đồng dưỡng thê của sâm gia vì sâm chỉ mặc mới lợi dụng anh tham gia tiết mục <laughs> chạy đi đâu rồi khi nãy còn ở đây mà thật không ngờ ngu liễu này nhìn thì thanh thuần lương thiện phía sau hậu trường lại tâm cơ như vậy có thể tìm thấy chứng cứ vậy chúng ta sẽ phát tài rồi nói không sai bắt buộc nhanh chóng tìm thấy cổ đi qua bên đó xem thử Ngô tiểu thư, cho hỏi cô và Sâm trí rốt cuộc là quan hệ gì? Ngô tiểu thư mời cô giải vì sao giải làm phu nhân bí ẩn của Bùi Văn Đạt? Xin lỗi không thể tiết lộ. Ngô Liễu, ủ tôi lúc trước còn đẩy thuyền cô và Bùi Ảnh Đế, người phụ nữ là lơi ong bướm như cô. Thật không ngờ cô không biết xấu hổ như có ấy. đau không? Không sao. Đi em đưa anh đến bệnh viện. Bùi ca anh không sao chứ? Anh bị thương chỗ nào? Nghe nói anh bị ám sát trên đường rồi, không sao cả. Vết thương nhỏ. Dọa chết tôi rồi, phan cùng cực đoan đó Đã bị cảnh sát xử lý rồi Chuyện còn lại anh giao cho tôi Nhưng mà cái thân phận Giả đã kết hôn bí mật của anh Anh không định nói với ngu liễu sao chứ Vậy các người lần sau phải làm sao Chuyện bùi văn đàn bí mật kết hôn Vậy mà lại là giả Nếu không thì sao Nếu như bây giờ tôi nói với cổ thì Thật ra tôi căn bản không có kết hôn E là cổ sẽ chỉ tránh tôi xa hơn thôi Nhưng mà nếu như hot không giải quyết thì sau hẹn hò này cũng không có cách nào tiếp tục ghi hình bao gồm fan của anh cũng có khả năng tấn công tập thể anh khiến anh cưỡng chết rút khỏi làng giải trí đừng lo lắng để tôi nghĩ cách ngu liễu sao cô lại đến đây ngu liễu sẽ không nghe thấy hết rồi chứ cậu hỏi tôi tôi hỏi ai em đã nấu một bát canh sườn heo cái này đối với khôi phục vết thương rất có hiệu quả anh có cần thử không Rất ngon. Chỉ cần là liễu liễu anh đều thích. Bùi Văn Đàn cái đồ yêu mù quáng thấy sắc quê nghĩa anh. Tôi khinh bỉ anh, hạ đạo diễn có cần cũng làm một bát được. Vẫn là bồi bổ nhiều hơn cho bùi tổng đi. Chuyện hot sớt các người đừng lo lắng, em có cách, em sẽ giải quyết. Ngu liễu, em, nghe thấy hết rồi. Em nghe thấy hết rồi, không thiếu một chữ. Ừ. Xong rồi xong rồi, nếu như cô đi rồi, Bùi ca sẽ đánh tôi chết mất. Ngu liễu, xin lỗi. Chuyện, Chuyện giả, giả kết hôn, anh không phải cố ý muốn giấu Bùi văn em. đàn. Em biết anh là người của công chúng, giả kết hôn bí mật với em, em có thể thông cảm. Em cũng cảm ơn anh, đưa em tham gia game show, để tôi kiếm cát xe. Ngu liễu, xin lỗi. Nếu như em muốn rút khỏi sâu hẹn hò thì, anh tôn trọng quyết định của em. Em có nói em muốn rút khỏi sâu hẹn hò sao? Ngu liễu. Em không định rút khỏi sâu hẹn hò à? Đương nhiên rồi. Nếu không em lấy cái gì trả nợ tiền nuôi dưỡng cho xâm ra. Hơn nữa, rút khỏi sâu hẹn hò còn phải bồi thường tiền hủy hợp đồng. Nhưng hot search phải làm sao đây? Đúng đó. Sao tôi lại có một dự cảm bất an? Bùi văn đàn. Chúng ta kết hôn đi, kết hôn. Tôi từng nghĩ rằng Bản thân chính là đầm lầy trong bóng tối Vĩnh viễn sẽ không gặp được Ánh sánh rực rỡ giống như bùi văn đàn Nhưng tôi bây giờ lại cùng bùi văn đàn kết hôn rồi Bùi phu nhân của anh Chúc em sớm ngày mộng ước thành chân Pha kén thành bướm Sơn sám mỹ nhân Vậy mà thật sự là phu nhân bí ẩn của ảnh đế quốc tế Anti-fan vô khống bùi phu nhân chúng ta đâu Mau cút ra đây Chat với chính phủ để phá tan tin đồn Lần này xem ai còn dám nói bùi phu nhân là đồng dưỡng thê của sâm gia ngu liễu cảm ơn nên là anh cảm ơn em mới đúng bùi phu nhân của anh bùi văn đàn anh vẫn là gọi tên của em đi chúng ta kết hôn chỉ là kế hoạch tạm thời vì để dẹp yên hotshot đợi sau khi sâu hẹn hò kết thúc nếu như anh muốn ly hôn thì em lúc nào cũng có thể phối hợp lời này nghe có chút quen tay yên tâm đi anh có chừng mực vậy em về phòng nghỉ ngơi trước ngủ sớm đi không sao đâu liễu liễu anh sẽ mãi đợi em đợi ngày em mở lòng với anh Ngu liễu tiểu thư lại có thể kết hay giả vậy Đương nhiên là thật Không tin tự cô xem Weibo Đã lên hot search rồi Tôi Đưa tôi Thiếu gia sao thế Đưa tôi Thiếu gia xin lỗi Thiếu gia Ngu liễu em to gan quá rồi Cút đi Ngu liễu em thật là to gan Lại thật sự dám kết hôn với Bùi Văn Đàn Xâm chỉ mặc con đứng lại cho mẹ. hôm nay con bắt buộc tìm ngu liễu hỏi cho rõ. con điên rồi có phải không? vì ngu liễu con đắc tội với bùi gia không nói. bây giờ đến thẩm như quân cũng đang quậy đòi từ hôm ta vì con ở xâm gia nhẫn nhịn cầu toàn. con lẽ nào báo đáp ta như vậy sao? mẹ. xin lỗi, con biết sai rồi. con biết rồi thì tốt. đợi sau khi hai nhà liên hôn thành công, con muốn quậy như nào cũng được. bây giờ con bắt buộc đến thẩm gia dỗ dành như quân cho ta. Sau hẹn hò ngày kia con cũng tiếp tục tham gia, bồi dưỡng tình cảm với con bé cho tốt. Được. Con lập tức đến thẩm gia. Ngu liễu. Em muốn triệt để thoát khỏi xâm gia, nằm mơ. Ngoại trừ tôi ra. Ai cũng đừng mong có được em. Tay của anh còn chưa khỏi mà. Vẫn là để em làm đi. Liễu liễu em cứ tin tay nghề của anh đi nếu như em thật sự muốn giúp anh em cứ ở đây nói chuyện với anh anh biết tay nghề của em không tồi có đúng không anh biết vậy thì sao vì vậy chỗ này em đều có thể làm liễu liễu em có biết lúc đầu anh học nấu ăn là vì nấu cho vợ anh ăn không ai là vợ anh anh đừng nói bậy nói bạ liễu liễu em biết làm và anh muốn nấu cho em ăn đâu có xung đột gì chỉ ít lúc còn có anh để anh làm liễu liễu vì sao lại là hình trái tim đang nghĩ cái gì nghiêm túc như vậy? Không có gì. Nhắm mắt lại ngủ một giấc đi. Trạng thái này của em bây giờ rất dễ khiến người để tâm nhìn ra. Chúng ta là vì dẹp yên hot search mới tạm thời kết hôn là vợ chồng già. Đừng nghĩ nữa ngu liễu. Chỉ là một quả trứng chiên mà thôi. Yên tâm. Em sẽ điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Tuyệt đối không ảnh hưởng ghi hình sâu hẹn hò. Liễu liễu. Chị liễu liễu, mau ngồi đi, mau ngồi đi. Chị liễu liễu, thật không ngờ chị và bùi thần vật mà lại là vợ chồng thật. Phải đó các người giấu cũng quá kỹ rồi. Phải đó chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu là không muốn khiến fan hâm mộ biết quá nhiều đến cuộc sống tình cảm của chúng tôi. Đúng rồi chị Liễu Liễu. Chị biết không? Thẩm như quần đó. Và xong chị mặc cũng đính hôn rồi. Đính hôn. Tiểu thiệu tin tức của cô thật là nhạy bén. Không sai. Tôi và A mặc đã đính hôn rồi. A à, mặc không nỡ để tôi chịu chút ấm ức nào Đặc biệt IETDA dùng 100 triệu Vì tôi chết tác những kim cương riêng Còn tổ chức lễ đính hôn nữa Không giống một số người Đến nghi thức cũng không có Chỉ có qua loa đi lĩnh chứng Chị Liễu Liễu Cái này của chị Chắc không phải là mẫu mới nhất của thời trang Paris Lấy danh nghĩa tình yêu đôi cánh hồ điệp đó chứ Nghe nói hai năm trước bị người thần bí dùng giá cao mua mất rồi Thì ra là bùi thần cố ý mua để tặng cho chị Lấy danh nghĩa tình yêu đôi cánh hồ điệp làm sao có thể chứ? Đó là những có giá trị giá 500 triệu mà. Liễu liễu nhà tôi, xứng đáng với tất cả những gì tốt nhất thế giới. Có cái gì ghê sớm đâu, không phải chỉ là kẻ thích quyến rũ đàn ông đồ hồ lê tinh. Xâm chỉ mặc bình tĩnh. Ngô liễu đã yêu mình nhiều năm như vậy. Kết hôn với Bùi Văn Đàn, chẳng qua chỉ là vì dẹp yên hot search. Đừng bởi vì nhất thời kích động làm loạn kế hoạch của mày. Không sao như quân, không phải là 500 triệu sao. Đợi chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ cho em thứ tốt hơn. À, mặc anh tốt quá đi. Cảm ơn anh chuyện bùi văn đàn bí mật kết hôn không phải là giả sao vậy ảnh năm đó vì sao lại mua mẫu nhẫn này lẽ nào bùi văn đàn thật sự có người mình thích rồi vất vả cho các vị lão hoan nghênh các vị trở lại xem ra không khí của tiết mục kỳ đầu thật sự rất tốt lại có thể có ba đôi tình nhân đã về với nhau nếu đã như vậy vậy thì cộng hưởng nhịp tim chính thức trở thành lòng ta có người các người ở bên nhau rồi tiết mục sau khi tăng cấp dung chế độ sử dụng tiền vốn trao đổi thực phẩm 13 đôi tình nhân phối hợp hoàn thành hit xà đơn, thành công 10 cái thử thách, có thể có được 1.000 tiền vốn, 20 cái có thể có được 2.000 tiền vốn. Cứ thế mà suy ra, à đúng rồi, ngu lão sư và bùi lão sư trong tiết mục kỳ trước đã hoàn thành trước nhiệm vụ ẩn, thắng được bữa trưa và bữa tối của ngày đầu tiên, có thể không tham gia trò chơi. Có cái gì ghê sớm đâu. Liễu liễu, anh nói nếu như anh muốn thử, em bằng lòng không, không phải chứ bùi ca, anh đã chịu đã kích gì rồi mà nghĩ quẩn như vậy. Phải đó bùi lão sư, đừng có vì tự tin thái quá mà. dẫn đến lật xe. Không sao, địa điểm này mà cũng khá rộng rãi. Nhưng mà đợi một chút, chúng ta dùng động tác gì? Anh được thoải mái chút. Em nặng bao nhiêu? Tổ khách mời thử thách Liên Thiệu La nhất hàng. Liễu Liễu, em lát nữa, chỉ cần tin anh. Ôm chặt anh thì được rồi. Anh tận lực rồi Xin lỗi Không sao Được rồi cảm ơn màn biểu diễn hài hước Tổ tiếp theo là xâm trì mọc và thẩm như quân Tổ này phải chăng có thể thử thách thành công Cứ chờ mà xem A à, mặc Anh được không Yên tâm đi Lên Làm thế nào Thế này Một hai ba Cố lên cố lên Bám chắc làm nha Một hai ba Cố lên, cố lên Xăm chỉ mặc anh thật là đồ bỏ mà Hai tổ chức đều không có hoàn thành thử thách Không biết tổ cuối cùng có thể thử thách thế nào Mời tổ khách mời cuối cùng Ngu liễu bùi văn đàn Cố lên, cố lên

cái này con nít thật sự có thể nghe được sao Đem 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 đoạn video này Cắt riêng ra cho tôi Buổi tối bảo hậu kỳ đăng lên trên mạng Mua hot search Tiêu đề thì Bùi Văn Đàn thật biết thở Cái này có được không Đương nhiên được rồi Tôi thấy Bùi Văn Đàn tiểu tử này Không vấn đề Đạo diễn Anh là đang suy nghĩ đen tối sao Tôi là hỏi tiêu đề có được không mà Hết giờ Không sao chứ Không sao Lợi hại quá Bùi lão sư Anh ông ngu lão sư tổng cộng đã làm 35 cái hit xa đơn Có được vốn tự do 3.500 tệ Cảm ơn nha chúc mừng Liễu liễu Phần thưởng trò chơi Cho em à Quy củ nhà chúng ta Vợ quản tiền Ngọt quá đi quy củ nhà chúng ta vợ quản tiền wow. ngọt quá đi <laughs> buổi chiều mọi người nghỉ ngơi cho tối tối tổ tiết mục sắp xếp tại nhà hàng phân đoạn xem phim khán giả bỏ phiếu nhiều nhất chính là dạp chiếu phim tối nay nhìn gì mà nhìn buổi tối em muốn xem cái gì gì cũng được em lên lầu trước Mệt quá đi, vừa rồi sao anh không thừa thắng xông lên. <laughs> nói không chừng nói vài câu tình tứ, ngu liễu liền thông suốt rồi, vô ích thôi. Cổ không phải là kiểu người dùng vài câu, ngoan ngọt thì có thể làm lay động đâu. Nhưng mà anh yên tâm, ca sắp cắn câu rồi. Vậy lời này của anh có ý gì? Thế này, ngày mai cậu ở trong trò chơi. Sắp xếp hai chúng tôi cùng nhau làm thế này. Bùi văn đàn, nói về tâm cơ anh còn là một lão hồ ly. Được. Nghỉ ngơi sớm đi, thu công. <laughs> Bùi thần và hạ đạo diễn nói cái gì vậy? Sao hạ đạo diễn phản ứng như vậy? Không biết. Nhưng em cứ có một kiểu cảm giác. Tiểu Bạch Thố lại sắp gặp nạn rồi. Tiểu Bạch Thố? Phim điện ảnh khán giả bỏ phiếu có rồi. Mình thấy là... Phim kinh dị. <laughs> đến đây làm cái gì vậy bắp giang bơ đã bị anh làm rơi hết rồi không có gì anh chỉ là có chút mệt bộ phim này đặc biệt kinh điển em muốn xem lâu rồi chúng ta nhất định phải xem bộ phim này sao anh sợ liễu liễu em có sợ không thật ra cũng được liễu liễu thật ra anh có hơi sợ lát nữa lúc xem phim nếu như anh đột nhiên ôm em em đừng lo lắng nha đợi phim kết thúc thì được rồi được liễu liễu anh sợ liễu liễu anh có thể trốn sau lưng em không được vì vậy đây chính là trốn sau lưng mình liễu liễu cảm ơn em nha anh bây giờ một chút cũng không sợ nữa anh làm gì vậy? Anh, anh có chút sợ. Anh từ khi nào sẽ phim kinh dị lại sợ? Tôi nói anh biết, người đính hôn với anh là tôi. Anh nhìn cổ cỡ nào đi nữa cổ cũng không quay về nữa. Tự anh ghi hình đi. Hết trói mắt rồi, vẫn ổn chứ? Cũng được, anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi. Đi thôi. Tình cảm của Bùi Thần và chị Liễu Liễu thật là tốt, thật ngưỡng mộ bọn họ. Nhưng mà cái đôi thẩm như quân và Sâm Trì mặc đó, kỳ lạ quá đi. Tiểu Thiệu, chúng ta cũng lên lầu đi. Đi thôi. Vậy thì ngày mai gặp nhé, được nghỉ ngơi sớm đi. Hạ chức sắp xếp một trò chơi rất vui. Ngày mai 4 giờ rưỡi gọi mọi người thức dậy. Dậy sớm vậy à? Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Có chuyện gì à? Cảm ơn Liễu Liễu. Anh bây giờ một chút cũng không sợ nữa. Tiểu thiệu. Anh cũng có chút sợ anh có thể ôm em không chị che chở em nè bùi văn đàn đang ghi hình tiết mục đó anh thế này không tốt lắm đâu liễu liễu đừng dụ dỗ anh em em đâu có đâu anh làm gì vậy liên quan gì đến anh, giống y như đứa con nít tránh ra. Anh đến tìm vợ tôi. Bây giờ lại nói không liên quan đến tôi, Bùi Văn Đàn. Anh không cảm thấy bản thân anh rất vô sỉ sao? Dốc hết tâm sức gây dựng hình tượng đã bí mật hết hôn, chính là vì để lừa một cô gái kết hôn với anh, còn anh thì sao? Anh nửa đêm lên đây là muốn làm cái gì? Muốn gõ cửa phòng cổ, chất vấn cổ vì sao kết hôn với tôi? Lẽ nào anh không lo lắng bị mẹ của anh biết, bị thẩm gia biết sao? Anh đợi đó cho tôi, sớm muộn cũng có một ngày, Mu Liễu sẽ quay về bên cạnh tôi. Cổ sẽ không, nếu như anh hiểu ngu liễu thì thì nên hiểu rõ cổ vĩnh viễn không thể nào mềm lòng quay đầu nữa vậy chúng ta đợi mà coi xem thử ai mới là người chiến thắng sau cùng khi nào bắt đầu vậy sắp rồi sao thế đói rồi không sao đợi ghi hình xong tiết mục đưa em đi ăn a mặc anh có đói bụng không em đói rồi anh cũng đói rồi. Đợi lát nữa trò chơi kết thúc chúng ta đi ăn cơm. Được. Hoan nghênh các vị khách mời đến với dưới chân linh duyên tự, có một điểm tham quan nổi tiếng ở đây, được coi là trời ban lương duyên. Lúc trước đi đến các điểm tham quan, giới thiệu đến mọi người một vị khách mời được tổ tiết mục đặc biệt mời đến, ngôi sao ca nhạc quốc tế Lê Linh Ca. Tôi nhớ Lê Linh Ca, lúc trước có phải là từng theo đuổi bùi ảnh đế, tổ đạo diễn sao lại mời cổ đến vậy trời, Alo Lê Linh Ca Lâu rồi không gặp tôi, Lê, tôi nhớ Cô lúc trước không phải thích bùi văn đàn sao Cô bây giờ nhanh chóng liên hệ hạ chức của lòng ta có người Đến làm khách mời đặc biệt Sau đó nghĩ cách đi Tham gia vào tổ của bùi văn đàn Tôi đích thực thích bùi văn đàn không giả Nhưng ảnh đã kết hôn rồi Anh muốn tôi là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác Tôi không có như anh đê hèn như vậy Tôi chỉ là lấy lại Đồ đáng lẽ phải thuộc về tôi hơn nữa bùi văn đàn và ngô liễu cũng chỉ là vợ chồng giả trước ống kính mà thôi cô tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ tham gia sâu hẹn hò là cơ hội cuối cùng của cô bùi văn đàn tôi nói rồi ngu liễu chỉ có thể là của tôi tôi có đầy cách khiến cổ quay về tìm tôi hello chào mọi người tôi là lê linh ca game show tình yêu lòng ta có người tiếp theo vì mọi người đem đến một khúc song ca tình yêu hy vọng mọi người có thể thích văn đàn tôi thiếu một người hợp tác anh bằng lòng đến giúp đỡ không sẵn sàng vì cô phục vụ trên mạng nói lê linh ca thích bùi thần sẽ không phải là thật đó chứ lê linh ca thích bùi vân đàn vậy cổ lần này tham gia sâu hẹn hò cũng là vì bùi vân đàn sao dùng thời gian để nhớ về tình yêu có chút ngọt ngào tâm nguyện này sẽ không đổi tình yêu có chút ngọt ngào Đã lâu không gặp, anh so với lúc trước càng đẹp trai Kỹ rồi. thuật hát của em cũng tiến bộ rất nhiều. Đúng rồi hot search em đã xem rồi. Thật hiếu kỳ. Rốt cuộc là người phụ nữ thế nào lại có thể khiến bùi đại ảnh để tôi anh bố kết hôn? Có thể đưa em đi gặp cổ trúc không? Đương nhiên có thể. Liễu Liễu, anh giới thiệu với em một chút. Vị này là cô chính là bùi phu nhân trong lời đồn nhỉ. Xin chào tôi là Lê Linh Ca. Bạn tốt của Bùi Văn Đàn. Xin chào, tôi là Ngu Liễu, Tôi biết cô và Vân tạm thời hợp tác làm vợ chồng giả. Yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Cho tôi một ngàn. Nói cho anh một tin tức lớn chuyện liên quan đến ngu liễu. Lê Linh Ca muốn đến sâu hẹn họ. miễn phí làm khách mời đặc biệt một ngày. Chỉ đích danh muốn gặp vợ mới cưới của anh. Cần từ chối cổ không? Không cần, sắp xếp như bình thường nói không chừng có thể giúp trò chơi buổi tối ngày mai Theo hoa lên gấm tiếp theo mời các vị rời bước đến cầu thang bước vào trò chơi hai người ba chân đội về đích đầu tiên có thể có được một tấm thẻ khách mời chỉ định lê linh ca hôm nay có thể giúp đỡ đôi tình nhân nào tăng độ hot hoàn thành trận đấu tối nay có thể lấy được phần thưởng trò chơi hạ chức thật là biết làm trò leo cầu thang còn cần hai người ba chân hắn rốt cuộc có nghĩ đến thể lực của người khác không ổn không không sao đâu Lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Em mới không thèm quan tâm cái thẻ khách mời đó. Em bây giờ độ hot đang là cao nhất. Cái loại trò chơi nhàm chán này thua rồi thì thua rồi. Chúng ta không thua được. Lần này, anh nhất định phải thắng. Bùi văn đàn thế này nhé. Em em đếm 1, 2, 1. Sau đó chúng ta ở mặt đất đi một chút. Được từ từ thôi, không cần vội. An toàn quan trọng nhất. 1, 2, 1. Chính là như vậy. Như quân, đừng sợ lát nữa bắt đầu. Rồi xem tình hình. A à, mặc anh nhất định phải cẩn thận, nhất định đừng để em ngã đó. Các vị, chuẩn bị, bắt đầu. Anh chậm thôi xâm trì mặc. Nhanh nhanh nhanh. Xâm trì mặc hôm nay uống nhầm thuốc rồi hả? Một trò chơi mà thôi, có cần phải liều vậy không? Xâm trì mặc chắc không phải là muốn để Lê Linh Ca gia nhập tổ của ảnh và thẩm như quân chứ. Nào nhanh nhanh, hai chúng ta đã tụt lại rồi. Anh cười cái gì chứ? Có mệt không? Chúng ta nghỉ ngơi một lát. Sao mà cảm thấy hôm nay Bùi Văn Đàn hình như có chút kỳ lạ. Đi thôi. Chúc mừng. Chúng tôi là tổ đầu tiên sao? Phải đó. Không sai. Một tấm thẻ khách mời này chính là của các người rồi. Tôi muốn sử dụng tấm thẻ khách mời này. Tôi muốn để Lê Linh Ca đến tổ của Bùi Văn Đàn để ba người bọn họ cùng nhau hoàn thành tất cả trò chơi tiếp theo. xem ra sâm tiên sinh bà tai tối hôm qua quả thật rất đau nhỉ đã ảnh hưởng đến ai kia rồi dốc hết tâm tư thắng được thẻ khách mời lại có thể dâng cho người khác bùi tiên sinh bây giờ còn có tâm tư lo chuyện của tôi sao không suy nghĩ xem cảnh ngộ của bản thân sắp tới ba người một tổ nhất định rất đặc sắc anh có phải là điên rồi không anh vì một cái thẻ khách mời anh kéo em mệt thành thế này anh lại có thể dâng cho ngô liễu anh anh như quân em nghĩ xem đây là tổ tình yêu có ai lại tiếp nhận người thứ ba gia nhập còn nữa anh để ba người bọn họ một tổ không phải là vì để chọc tức ngu liễu để em bỏ tức sao anh tốt nhất là như vậy nếu như có lần sau em mặc kệ anh luôn nó xâm trì mặc rõ ràng là vì chia cách bùi liễu cp mới làm như vậy thẩm như quân lại có thể tin lời nói dối như vậy người đang trong tình yêu mà iq siêu thấp thông cảm chút đi chị liễu liễu chị và bùi thần cũng ở đây treo một tấm thẻ ước nguyện đi nghe nói chỗ này linh làm nó có thể khiến những người yêu nhau vĩnh viễn ở bên nhau chỗ này cầu hôn nhân rất nên có cần thử chút không so với cầu thần, em càng tin bản thân mình hơn. Bức trước cư dân mạng đều nói, bùi thần là vì lê linh ca mới dùng số tiền lớn đấu giá nhẫn kim cương lấy danh nghĩa tình yêu. nếu không phải chị liễu liễu, chị và bùi thần đã kết hôn rồi, em thật sự là tin rồi. đúng rồi chị liễu liễu nhất hàng còn đang đợi em qua đó trước đây. thì ra bùi văn đàn dùng số tiền lớn mua nhẫn kim cương nó là để tặng cho lê linh ca sao? Liễu liễu chúng ta treo cùng nhau nhé. Cho dù không cầu nhân duyên, cầu chút gì khác cũng được. Được. Thì, lạc, trường, ninh. Không cầu nhân duyên. Là bởi vì Bùi Văn Đạt đã cùng Lê Linh ca cầu rồi sao? Anh là đang làm cái gì? bọn họ nói treo cao một chút mới linh đều là vì hiệu quả tiết mục vì hiệu quả tiết mục đây là chủ sạp bán cái này nói lụa đỏ là nhân duyên em xem bây giờ lụa đỏ của anh vắt lên tay của em có lẽ trên thế giới này không có bất cứ ai có thể làm được không động lòng với bùi văn đàn nhỉ đương nhiên cũng bao gồm tôi liễu liễu anh đã nghĩ rồi lụa đỏ không tiện cứ đeo mãi anh đã hỏi chủ sạp nói vòng tay cũng có hiệu quả giống vậy chỉ có một sợi này sao anh chỉ mua mỗi sợi này thôi có cần mang cho em không được xem thử thế nào vậy anh nghỉ ngơi sớm đi alo bùi tôi hình như đã thích một người rồi lần này biểu hiện cho tốt em yên tâm đi Chị Liễu Liễu ngồi đây Hoan nghênh các vị khách mời Chào buổi tối mọi người Trò chơi tối nay gọi là lời thật lòng Mỗi khách mời có thể từ trong thẻ số 1 đến 6 Chọn ngẫu nhiên một tấm Người có số lớn nhất có thể hướng đến tất cả mọi người để ra câu hỏi Dùng phát trực tiếp chọn ra Tối nay người đặt câu hỏi hay nhất Số phiếu cho buổi nữa nữa CP về Bây giờ trò chơi bắt đầu Mời các vị rút thẻ Cái này Đừng cho người khác xem nha Tiết lộ thẻ bài số lớn nhất Cho hỏi các vị khách mời, trước lúc gặp được chính phủ bây giờ đã từng động lòng với ai? Cho hỏi các vị khách mời, trước lúc gặp được chính phủ bây giờ đã từng động lòng với ai? Không phải chứ, vấn đề đầu tiên đã mạnh tay vậy rồi, tôi cảm thấy cũng được mà. Ô lão sư, khách mời đặt câu hỏi cũng phải trả lời nha. Tôi uống rượu Xin lỗi nha. Tôi... Tôi chưa từng thích người khác. Không có. Không có. Không có. Không biết văn Đạt có được xem là cổ phiếu Nhưng của tôi, tôi, chỉ tôi chỉ từng thích từng ảnh. Có được xem là cổ phiếu của tôi không? <laughs> Tiếp đi. Chắc tôi là lớn nhất rồi vậy tôi ra đề nhé cho hỏi các vị khách mời tình yêu thầm dài nhất đã duy trì bao lâu xin lỗi nha tôi không có từng yêu thầm ba năm không có không có xin lỗi tôi chưa từng yêu thầm tôi yêu thầm Tôi yêu thầm Không nhầm chứ Con nhà người ta như bùi thần Cũng phải yêu thầm Không phải chứ Người bùi ca yêu thầm Chắc không phải là Lê Linh ca chứ Tôi uống rượu nha Đến bùi văn đàn người tự tin như vậy Cũng lựa chọn yêu thầm Lê Linh ca Nhất định là một cô gái vô cùng tốt nhỉ Nhưng vì sao mình lại buồn như vậy Tiếp đi các vị khách mời. Cho hỏi lý tưởng của mọi người đều đã thành thế nào rồi? Giống như mặt trời nhỏ. Thôi bỏ đi tôi vẫn là uống rượu thôi. Nhưng mà Liễu Liễu, lý tưởng của anh vẫn luôn là em. Micro của em đâu? Lấy micro của em trả cho em. Tôi hát một vài tặng mọi người. Làm một chàng hào hán. Đồ nhà quê. Mỗi ngày phải tự cường. <laughs> Ngôi sao Patrick chúng ta đi bắt sứa đi. Bắt sứa. Đi chúng ta đi bắt sứa. Tiểu thiệu. Đừng bắt nạt vợ tôi chứ. Hạ đạo diễn các khách mời đều uống say rồi. Chúng ta vẫn tiếp tục phát trực tiếp. Đến phiếu bầu sao. Thôi bỏ đi tạm thời dừng đi, phiếu bầu ngày mai hãy đến. Nào thu công. Bùi Văn Đàn. Người anh yêu thầm rốt cuộc là ai? Liễu Liễu. Đợi ngày cuối cùng của sâu hẹn hò. Ngày tỏ tình, anh sẽ nói với em có được không? Được. Văn Đàn. Anh chu đáo với ngu liễu như vậy, nếu không phải biết các người là giả kết hôn e là em thật sự sẽ cho rằng anh yêu thầm cổ rồi ai nói với cô tôi với cổ là giả kết hôn văn đàn anh nói lời này là có ý gì tôi với cổ là là vợ chồng thật hợp pháp các người thật sự đã kết hôn rồi không sai vậy tôi còn phải cảm ơn cô nếu không tôi cũng không biết mua liễu để tâm đến tôi như vậy liễu liễu đi đi ngủ thôi em muốn bắt sứa bắt cái gì mà sứa đi ngủ đi chậm thôi chậm chút Liễu Liễu à, anh đi nấu canh giải rượu cho em, em ngoan ngoãn ở đây anh, đây anh chạy lung tung. Canh giải rượu cho em. Được. Sao thế? Bùi Văn Đàn, có thể ôm em chút không? Sao thế? Được. Anh ôm em rất nhiều chút cũng được, được chưa? anh có thể đưa em đi tắm không đi tắm được anh đưa em đi tắm đợi anh một chút anh đi che máy quay trước anh đưa em đến phòng em vào trong anh ở bên ngoài đợi đồng. em có được không em làm gì anh giúp em mở đi em mở không ra mở cái gì nút áo em tin anh như vậy sao bởi vì anh là bùi văn đàn nhưng bùi văn đàn cũng không phải chính nhân quân tử vậy anh mở giúp em Liễu Liễu. Chậm chút. À. Chuyện gì? Anh tiếng của anh sao mà đặc vậy? Có chuyện thì nói. Đúng rồi anh, Liễu Liễu hình như thích người khác rồi, em gọi cho cổ rất nhiều cuộc điện thoại nhưng mà Bùi Văn Đàn, người anh thích là Lê Linh ca sao? không phải cổ là em ngã chết em rồi anh em đột nhiên có chuyện cúp máy đây liễu liễu em thích người khác rồi nói với anh là anh thật sự không thích lê linh ca sao anh không thích cổ anh thích em liễu liễu người anh thích là em vậy em cũng thích anh người liễu liễu thích là ai Ngu liễu thích bùi văn đàn đau còn đau không nóng 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 như vậy thì đi tắm có được không đi chậm chút vợ à ngủ ngon liễu liễu anh sai rồi <laughs> liễu liễu em nghe anh giải thích liễu liễu anh sai rồi liễu liễu em nghe anh nói sông tiên sinh có chuyện sao vợ của tôi đã ngủ rồi lê linh ca nói các người kết hôn rồi anh rốt cuộc đang diễn kịch gì Giữa tôi và cổ không cần diễn kịch. Tránh ra. Tôi nói anh biết, cổ sẽ không đâu. Ngu liễu từng nói, đời này cổ chỉ thích tôi. Cả đời này chỉ ở bên cạnh tôi, cổ không thể nào rời xa tôi cảnh cao anh lần nữa. Ngu liễu là vợ của Bùi Văn Đàn tôi. Là bản thân anh không nỡ, ngu liễu đối tốt với anh. Lại không dám đắc tội thẩm ra. Vì vậy chỉ có thể đem sự hối hận của bản thân làm con dao, đâm vào ngu liễu, chỉ là bởi vì ở trong mắt của anh cổ nhỏ bé hơn anh nếu đã như vậy song tiên sinh chịu mềm sợ cứng ai cho anh dũng khí dám đến mạo phạm vợ của bùi văn đàn tôi phu nhân gia chủ tương lai của bùi Gia cổ không phải chỉ cần tôi từ hôn với thẩm gia cổ sẽ <laughs> lập tức quay về bên cạnh tôi xăm trì mặc bùi văn đàn xăm trì mặc anh có phải là điên rồi không a à, mặc anh không sao chứ Não tàn là bệnh phải trị Bùi văn đàn Mẹ của ngu liễu Chẳng qua chỉ là học lén được nghề theo hàng Là người hạ đẳng bị hàng ra đuổi ra đường Em chỗ nào thua kém cổ Vì sao các người ai ai cũng thích cổ Bởi vì cổ là Ngu liễu độc nhất vô nhị trên thế gian này Không cần sao với bất cứ ai Trong mắt người thích cổ Cho dù cổ không làm gì cả Cũng đủ để thắng hết mọi người Nếu đã như vậy, tôi cũng muốn để anh thử một chút, bị người yêu thương bỏ rơi. Rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Người liễu liễu thích là ai? Ngu liễu thích bùi văn đàn. Bùi văn đàn. Làm sao anh có thể như vậy? Bùi Văn Đàn, làm sao anh có thể như vậy? Tuy là hôm qua anh chiến thắng rồi, nhưng mà anh biết cư dân mạng nói anh thế nào không biết. Trời cô y. Mỗi cái phần thật lòng hôm qua của các người, cư dân mạng người ta đem chuyện anh và ngu liễu thời cấp 3 đào lại rồi. Nếu không phải tôi, anh sớm đã lên hot search rồi. Chả sao hết. Dù sao đến ngày tỏ tình hôm đó, cô cũng sẽ biết. Không phải tôi nói anh, phòng của anh mũi nhiều quá nhỉ. Nếu thiếu nước hoa nói với tôi nha, tôi có. Cút cút cút, nhưng mà tôi nói thật nha, nếu như hai người thật sự thành rồi, tôi chính là đại công thần, anh kết hôn, tôi bắt buộc ngồi bàn chính, không thành vấn đề, đến lúc đó, cậu lên làm chủ trì cũng được. Không hay rồi hạ đạo diễn, ngu tiểu thư, ngu tiểu thư cổ mang thanh ly chạy rồi, chạy rồi. Anh có phải là đối với cô nương người ta, làm chuyện gì vi phạm pháp luật không vậy người ta chạy rồi, mắc cỡ thôi. Có lẽ là không biết nên đối mặt với tôi thế nào, yên tâm tôi đi rất về. Không phải. Cổ trốn ảnh đuổi không ngờ chúng ta là một phần trong tình yêu của ảnh bùi phu nhân có cần ăn chút gì đó rồi làm việc không bùi văn đàn Chuyện tối hôm qua Hôm qua làm sao? Cái này của anh không phải là em làm đó chứ Em nói cái này Không phải em còn có thể là ai Sao hả không muốn chịu trách nhiệm Ngủ xong rồi thì em muốn chạy Ai ngủ rồi Hôm qua Có phải là ở phòng của em Có phải là em nói thích trước Cắn hickey xong Có phải là em đi ngủ trước không Chứng cứ ở ngay đây ngu liễu em không phải muốn ăn sạch sẽ rồi không muốn thừa nhận chứ tối hôm qua em nói thích là nghiêm túc đó anh thì sao anh thích có nghiêm túc không ngu liễu anh thích vẫn luôn đều là nghiêm túc có cần cảm nhận chút không cái gì Ngu liễu Anh thích em Vậy anh Là từ khi nào bắt đầu thích Anh là từ khi nào bắt đầu Thích em vậy Đợi ngày cuối cùng của sâu hẹn hò ngày tỏ tình Anh sẽ nói với em có được không Được Thật ngoan Bùi ca Chuyện lớn không hay rồi bùi ca Đèn nhà anh xinh quá Tôi có chuyện đứng lại tôi có chuyện đi trước đây Không sao Hạ chức à ảnh cận thị Đúng 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 Tôi cận thị một nghìn độ Tôi ngoài một mét Người vật bất phân Sao không đánh tiếng thì đã đến rồi Vừa nhìn là biết cậu chưa yêu đương bao giờ Không phải anh à Không nên công kích cuộc đời như vậy Tôi gọi cho anh mấy mấy cuộc điện thoại Anh căn bản là không nghe Xin lỗi nha Tôi sợ có người ảnh hưởng đến Tôi và vợ của tôi thân mật Vì vậy điện thoại tắt tiếng rồi À thì Các người nói chuyện đi Tôi đi xử lý đơn hàng chút Tẩu tử đi thong thả Được Gấp gáp như vậy Tìm tôi có chuyện gì sao Anh Đây là liên quan đến Anh xem trước đi Cổ khẳng định là bị hãm hại Ngu liễu khẳng định là bị hãm hại Bây giờ trên Weibo Tư liệu liên quan đến ngu liễu toàn bộ là chủ điều nghi ngờ đạo nhái đại sư vân tú ở đằng sau thao túng lưu lượng truy cập cứ tăng vọt đằng sau à khẳng định là có người ở đằng sau thao túng xem ra đây là một màn có tổ chức có âm mưu cố ý nhắm vào dư luận phải ha hàng hà kiều dùng sức một mình mình thúc đẩy phát triển công nghệ theo có một vị thế rất cao trong và ngoài nước cư dân mạng nói đồ theo trên sườn xám của ngu liễu và nhược lâm hệ của hàng đại sư đã làm sao sánh chứng thực là đạo nhái Cổ sẽ không làm chuyện như vậy. Tôi tin cổ. Không phải anh, không phải chúng ta không tin cổ. Chỉ là đối mặt với nhân vật như hàng đại sư, một khi chúng ta xử lý không tốt, cái này đối với ngu liễu mà nói là tổn hại không thể xoay chuyển. Ngày mai tôi đưa liễu liễu về sâu hẹn hò. Anh ở trong trò chơi sắp xếp một. Phần liên quan đến theo. Anh anh có phải là có chiêu gì rồi không? Anh nói trước với tôi đi. Lát nữa tôi ra ngoài gặp một người. Có thể thuận theo tình thế không? Phải xem ngày mai rồi. Vậy cũng chỉ có thể là như vậy rồi. Bùi chân sao thế? Liễu liễu mau xem Weibo, cô lên hot search rồi. Thật không ngờ ngu liễu lại có thể là loại người này, đến nhược lâm hệ của hàng gia cũng dám chép. Gan cũng quá lớn rồi, gặp phải loại phu nhân giỏi gây chuyện như này. Bùi đại ảnh đế thật là thảm quá đi. Vợ anh về rồi. Có nhớ anh không? Vợ, có nhớ anh không? Buổi sáng mới gặp em rồi. Một ngày không gặp như cách ba thu mà. Ủa cho anh còn làm bánh quy cho ai đó. Thì ra, chỉ có một mình anh tương tư thôi. Thế nào? Bánh quy này. Em có phải là từng ăn ở đâu rồi không? Khi nào? Cấp 3 hay là nói chủ nhiệm lớp cho chủ nhiệm lớp chủ nhiệm lớp các em có phải là họ trần dạy toán sao anh biết cổ là vợ chủ nhiệm lớp bọn anh bánh quy năm đó của em nói không chừng là anh đưa cho chủ nhiệm lớp chúng ta sau đó ổng đưa cho sau cùng vợ... vào tay em rồi vậy há chẳng phải em rất lâu lúc trước đã được thử tay nghề của anh rồi đúng duyên phận của chúng ta Nói không từ lúc đó đã bắt đầu rồi. Cái đó. Liễu liễu. Em lại lên hot search rồi. Em biết không? Anh biết hết rồi. Lúc sáng hạ trước đến, chính là vì chuyện này. Nhưng mà anh cảm thấy giống loại dư luận nhắm mục tiêu này, không thích hợp đè xuống. Chi bằng, thuận theo chiều hướng bọn họ đi. Sau đó, tóm lấy kẻ chủ mưu đằng sau. Chỉ là chỉ có mình em sẽ trở thành tâm điểm của dư luận liên hệ hàng ra thì không vấn đề nhưng mà con chắc chắn không để ngu liễu biết chuyện hot sốt sao cổ không cần biết con có thể giải quyết con à thích một phía có thể không rõ ràng nhưng mà sau khi ở bên nhau thì không thể nghĩ đương nhiên ta là muốn tốt cho con liễu liễu xin lỗi chưa hỏi ý kiến của em thì tự ý ra quyết định lừa anh đó nhưng mà chỉ một lần này không có lần sau được kế hoạch của anh chính là Hôm nay chúng tôi sẽ đưa mọi người đi đến ngôi trường danh tiếng trăm năm của Giang Thành, Giang Thành Nhất Cao. Mọi người cần từ trong những ngành nghề truyền thông của Nhất Cao, chọn ra một nghề để học trước 6 giờ tối, nộp lại tác phẩm của bản thân cho lão sư. Bùi liễu CP lần trước đã có được thắng lợi trong trò chơi lời thật lòng, vì vậy lần này có thể ưu tiên lựa chọn. Chị liễu liễu chị chọn cái gì? Tôi vẫn là chọn vân tú mà bản thân quen thuộc nhất đi. Văn đàn anh thì sao? Anh chọn nấu ăn. Như vậy thì, sau khi em ra nộp tác phẩm, thì có thể ăn được bánh kem mới ra lò rồi. Wow. Kiếp trước chị Liễu Liễu sẽ không là đã giải cứu thế giới đời chứ? này mới gặp được người tốt như bùi thần. Tôi cũng chọn nấu ăn. Làm bánh kem cho em ăn. Anh nhìn cổ làm gì? Liễu Liễu. Hôm nay em, thật sự rất đẹp. Giống như lúc trước vậy. Giống như lúc trước vậy, là anh mua chụp cái người khi nãy. Cô ý đưa tôi đến chỗ này. Vẫn là em hiểu anh. Tôi đã kết hôn rồi. Anh làm thế này chả có ý nghĩa gì. Anh không tin em là thích sự. bùi văn đàn. Cho dù các người thật sự ở bên tôi anh nghĩ anh có thể đợi đến Ngày các người ly hôn. Xâm chỉ mặc, kể từ ngày anh chính thức tiếp quản xâm ra Thì cô ý tiếp cận thẩm như quân Anh chưa từng nghĩ đến dùng nỗ lực của bản thân để tập đoàn lên sàn Anh có biết làm như vậy thật sự rất vô năng không? Ngu liễu em có biết em đang những gì không? Từ nhỏ đến lớn, Sâm phu nhân đều vì anh sắp xếp tốt mỗi con đường anh phải đi. Anh không dám có sai khác. Anh bây giờ làm những cái này có ý nghĩa gì chứ? Anh muốn làm cái gì hả? Anh có thể vì em đối kháng cả sâm gia, anh có thể từ bỏ cả sâm gia, tất cả của anh. Chỉ cần em chịu quay về, chúng ta có thể giống như lúc trước. Anh đừng nói cái gì mà vì tôi. Cô ý tiếp cận thẩm gia. Anh lại ở đây cố ý làm ra dáng vẻ như kéo đều là vì thỏa mãn ham muốn cá nhân mà thôi. Anh không có. Chúng ta ở bên nhau rồi 17 năm. Lẽ nào em không có chút nào không nữa sao? Tim của em làm bằng đá sao? Đừng ở đây cắn ngược lại tôi. Anh là thật sự không biết. Chúng ta vì sao lại biến thành thế này sao? Là anh tự tay gạt bỏ đi tình cảm. Tôi dành cho anh bao nhiêu năm qua. Được. Anh thừa nhận. Anh không phải người tốt gì, nhưng Bùi Văn Đàn hắn thì nhất định là người tốt sao? Đừng nhìn hắn bây giờ giả dáng thấy... vẻ rất nặng tình, hắn là thật sự yêu em sao? Ngu liễu anh nói em biết Bùi Văn Đàn và anh là cùng một loại người. Câu này của anh có ý gì? Nếu như anh nhớ không nhầm thì Bùi Văn Đàn chắc là từ cấp 3 đã bắt đầu thích em rồi. Nếu hắn đã thích em, vì sao để mặc anh và em ở bên nhau? Em phải biết, hắn là con một của Bùi gia, với thế lực của hắn, xâm gia chúng ta căn bản không thể chống lại. Thế thì đã sao? Ngu liệu em có thể nào tỉnh táo chút không? Anh đích thực là tên bạo lực gia trưởng, nhưng so với Bùi Văn Đàn ngoảnh mặt thờ ơ, tất cả những gì anh làm với em, hắn thật sự yêu em như vậy sao? Xâm chỉ mặc, anh không cần bởi vì bản thân đấu kỵ. Thì cố ý bôi nhọ ảnh, anh căn bản không xứng Đánh đồng với ảnh Ngưu liễu tôi còn có nhiệm vụ phải hoàn thành Tôi không muốn ở đây Cùng anh ôn lại chuyện xưa Anh tự lo cho mình đi Xâm chỉ mặc Lúc trước tôi bảo anh đuổi ngu liễu ra khỏi xâm ra Anh nói cổ không xa được anh Bây giờ xem ra người không xa được đó Là anh nhỉ Phải Thì ra người vẫn luôn không buông bỏ được Vẫn luôn là tôi Sâm chỉ mặc anh, mẹ tôi từng dạy tôi rất nhiều chuyện. Bá dạy tôi cách đối xử với mọi người. Dạy tôi làm sao, ở trước mặt em đóng vai một người bạn trai hoàn hảo. Nhưng bá chưa từng dạy anh biết. Thì ra kiểm soát không phải là yêu. Đóng vai cũng không phải là yêu. Vì vậy như quân, đợi sau khi sâu hẹn hò kết thúc, tôi sẽ đích thân đến thẩm gia từ hôn. Sâm chỉ mặc anh có phải là điên rồi. Anh lại có thể bởi vì ngu liễu. Anh từ hôn với tôi. Anh khiến mặt mũi thẩm gia chúng ta biết để ở đâu. Em yên tâm, cho dù là dùng cả xâm ra Tôi cũng sẽ tận lực bù đắp cho em Xâm chỉ mặc Xâm chỉ mặc tôi nói anh biết Cho dù anh không muốn thừa nhận Sự thật anh văn đàn yếu tố hơn anh Ngu liễu của cũng sẽ không quay về đâu Anh muốn đá tôi rồi, theo đuổi ngu liễu Tôi nói anh hay anh nằm mơ Xâm chỉ mặc Tôi hận anh, Hai vị thời gian sắp hết rồi. Bùi Trân nghe nói anh, tuy là anh họ của Bùi Văn Đàn, nhưng anh từ nhỏ bị đưa đến hàng thị học nghề theo. Vậy anh nhất định đã gặp hàng Hà Kiều Đại Sư rồi nhỉ? Từng gặp, sao thế? Hàng đại sư là cố giao của bà nội tôi. Lúc trước bà nội tôi đại thọ 70 tuổi. Hàng đại sư cố tình vì bác. Tặng vài thương nữa. Không hổ là chị Liễu Liễu. Tay nghề của chị còn giỏi hơn tôi nhiều. Đúng rồi tôi chưa từng hỏi chị. Chị học ở đâu thế? Đây là mẹ tôi dạy cho tôi. Mẹ của cô không sớm đã tự sát rồi sao? Một kẻ hiền hạ học nghề lén. Cô còn có mặt mũi nhắc đến. Thẩm lão sư, đây chính là phép lịch sự của thẩm gia cô sao. Cô nên xin lỗi cổ. Tôi cũng đâu có nói sai. Tôi xin lỗi cái gì chứ? Nhìn phát là biết. Cô và xâm trì mặc thật là xứng đôi. Suy cho cùng là một tên vô năng, một kẻ vô lễ. Cô. Bùi phu nhân. Lời này của em cũng quá khách sáo rồi. Với IQ của thẩm tiểu thư, e là nghe không hiểu đâu. Thẩm tiểu thư. Tuy là cô không có gia giáo, trí nhớ cũng không tốt lắm, nhưng mà kỹ thuật bơi lội của cô thật sự rất tốt. Không biết cô có hứng thú Tiếp tục hợp tác với Bùi Gia không Bơi lội Các người mau xem đi Thì ra ngu liễu Cổ không biết bơi Ngu liễu em không sao chứ Ngu liễu, ngu liễu không sao đâu Này không phải còn chưa chết sao Ngu liễu Anh Văn Đàn Dự án mới của Bùi Gia Ai có thể ở dưới hồ bơi kiên trì càng lâu Dự án này sẽ cho người đó như quân thì ra thẩm tiểu thư cũng có ý muốn hợp tác vậy cô phải kiên trì kiên trì nhiều vào lúc trước là anh đẩy tôi xuống nước lúc trước là anh đẩy tôi xuống nước anh họ tôi chỉ là nói một câu mà thôi sao vậy đã khiến cô sợ thành thế này rồi tôi tôi không quay nữa tôi không quay nữa tôi không quay nữa tôi cổ đây là làm sao vậy cái gì mà xuống nước gì hả anh có phải là lén lút em làm cái gì rồi không anh đâu có đâu anh chỉ là bảo vệ vợ của mình thôi nói cổ thêm mấy câu thôi tôi còn có việc hai người nói chuyện đi thật sao thật đó nói thật đi thật không em không tin Lão sư tôi chỗ này có một tác phẩm theo. Cứ cảm thấy phong cách này có chút quen mắt. hay giúp con xem thử. Ngày mai chính là ngày cuối cùng của, của chúng, chúng ta ngày tỏ tình. Mọi người nhất định phải... Ngu liễu cô ra đây cho tôi. Buông ra. Buông tôi ra. Liễu liễu cẩn thận. Chiêu cuối của bọn họ đến rồi. Chính là cô, đạo nhà nhược lâm hệ của hàng đại sư. Chính là cô, đạo nhà nhược lâm hệ của hàng đại sư. Sao thế ngu liễu? Cô là không dám trả lời sao? Quy cô này mong chú ý ngôn từ của cô trước tiên chỗ sản phẩm sườn xám đang ở trên mạng đó đều là bản thảo mẹ tôi để lại tôi là để kỷ niệm mới làm theo đó để hoàn thành tiếp đó cô không có thông qua sự cho phép của tôi thì công khai sản phẩm kỷ niệm của tôi xâm phạm quyền riêng tư của tôi đây là hành vi phạm pháp tôi có quyền truy cứu trách nhiệm của cô vì vậy ý của cô là người đạo nhái không phải cô mà là mẹ cô mẹ của tôi là người thừa kế xuất sắc của vân tú bã trước giờ chưa từng cũng không cần sao chép tác phẩm của bất cứ ai nếu như cô có chút hiểu biết nào về vân tú thì chắc cô sẽ từng nghe qua tên của bã mẹ của tôi tên ngu nhược ngu nhược là nhược trong nhược linh sao ông là tôi là cô trả lời vấn đề của tôi trước đi lẽ nào cô thật sự là con gái của ngu nhược cô thật sự là con gái của ngu nhược hay lắm hay lắm mẹ con tìm thấy con gái của tiểu nhược rồi mẹ xem con cuối cùng cũng tìm thấy con gái của Tiểu Nhược. Con ngoan. Con giống Tiểu Nhược. Nhưng con càng giống ba con hơn. Nhiều năm như vậy, vì sao không quay về gặp chúng ta chứ? Đó không phải hàng hà kiều đại sư chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa thôi sao? Thật không ngờ chị Liễu Liễu và hàng gia có mối liên quan như vậy. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lần này chị Liễu Liễu thân giá tăng vọt. Không biết chỉ có còn làm sườn sám cho em nữa không? Mẹ nói. Bác có lỗi với các người. Càng không có mặt mũi gặp các người. Bác không xứng làm học sinh của người. Nói bậy. Nha đầu này chính là một đứa cứng đầu. Ta đã từng tuổi này rồi, còn bắt ta ngày nào cũng nhớ đến nó. Mẹ để con nói. Mẹ vẫn luôn nhớ tới tiểu nhược. Nếu không phải những năm qua sức khỏe bã đều cứ cầm lấy tác phẩm nhược lâm hệ, đi khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi nghĩ, lỡ như, lỡ như tiểu nhược nhớ tới chúng tôi thì sao? Cổ sẽ quay về thì sao? Xin lỗi. Thì ra, Tiểu Nhược đã qua đời rồi. Chả trách nhiều năm như vậy tôi cũng tìm không thấy cổ. Nha đầu ngốc này. Ngu liễu. Con còn nhớ, con và Tiểu Nhược làm thế nào đến sâm gia không? Tôi thấy trên thẻ của Tiểu Nhược khoản tiền dùng sau cùng. Là ở Giang Thành. Tôi đã tìm cổ nửa tháng. Con đích thân đến sâm gia. Lúc nhỏ, con nghe thấy mẹ và sâm phu nhân tranh luận. bã nói là bởi vì bản thân học lén, kỹ thuật vân tú của hàng gia, vì vậy mới bị đuổi khỏi hàng gia. Con nói, nói hàng đại sư bắt bã về là để tránh kỹ thuật truyền ra bên ngoài. Nha đầu bướng bỉnh này làm sao có thể nghỉ ra kiểu lý do này chứ? Thật ra mẹ con đặc biệt nhớ các người, chỉ là bã nói bã không về được nữa. Bác hàng có thể nói với con, mẹ rốt cuộc cảm thấy bản thân làm sai cái gì rồi? Có phải là có liên quan đến ba của con không? Chưa từng là lỗi của mẹ con, cổ chỉ là không qua được ải tâm lý của chính mình. Ba của con tên Hàng Diệu là em trai của ta, từ nhỏ cùng Tiểu Nhược lưỡng tình tương duyệt, thì thuân theo tự nhiên mà kết hôn rồi. Sau đó Tiểu Nhược ngày dự sinh, ông ngoại bà ngoại của con nghỉ phép, đến chăm sóc Tiểu Nhược, ba của con trên đường đi đón bọn họ. Gặp phải một tài xế say rượu. Sau đó, tâm trạng mẹ con liền sụp đổ rồi, nghĩ tới tất cả đều là lỗi của cổ. Cổ làm sao có thể nghĩ như vậy chứ, cổ cũng là người bị hại mà. Chắc là là bởi vì nỗi hận trong lòng, không thể phát tiết vì vậy chỉ có thể hận bản thân thôi liễu liễu không sao chứ các con nói chuyện đi ta đi nghỉ ngơi trước có gì muốn nói với anh anh đảm bảo là một người lắng nghe biết giữ bí mật anh biết không lúc nhỏ em vẫn luôn cảm thấy mẹ không yêu em bởi vì tên của em căn bản không phải là lời chúc mà mẹ hy vọng liễu liễu thành một ngọn gió ở bên cạnh ba vậy nếu theo như em nói thì tên của anh càng không có ý nghĩa rồi chỉ là bởi vì mẹ anh cảm thấy gỗ đàn hương giúp ngủ ngon có mùi thơm thật sao đương nhiên là thật rồi được rồi em xem đây là phòng trẻ con ở đâu ra vậy? Trước khi em ra đời, Hàng Gia vì em chuẩn bị phòng trẻ. Em. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, vẫn luôn giữ gìn ở Hàng Gia, mỗi ngày đều sẽ có người đến dọn dẹp. Vì vậy Liễu Liễu, cho dù tên không phải là một lời chúc, không cản trở bọn họ yêu em, anh nói. Nếu như mẹ không có rời khỏi Hàng Gia, có phải là chúng ta lúc nhỏ sẽ gặp mặt? Đương nhiên, Hàng Gia và Bùi gia vốn dĩ là thế giao, thế thì chúng ta chính là thanh mai trúc mã rồi cho dù không phải thanh mai trúc mã cũng không sao liễu liễu chỉ cần em có thể ở trong thế giới được tự bao do lớn lên là tính. được cho dù không phải thanh mai trúc mã em sớm muộn cũng sẽ yêu anh vào đi vợ chào buổi tối anh có thể ngủ cùng em không không được anh về ngủ phòng của anh đi vợ đi ngủ đơn thuần không được sao anh ngoan làm đó nết ngủ cũng rất tốt vậy cũng được vậy anh biểu diễn em xem một con tinh tinh không bằng lòng à không bằng lòng thì thôi bỏ đi đây là sở thích gì thế vợ vậy anh có thể ngủ cùng em chưa sao thế vợ em muốn muốn sờ à không phải em muốn sờ thì sờ chồng của mình không thu phí em cảm thấy hạ trước nói thật sự không sai anh chính là không cần mặt mũi đúng anh chính là như vậy được rồi được rồi không chọc em nữa anh đi tắm trước Bùi Văn Đàn điện thoại không cài mật mã sao? Bùi Văn Đàn, điện thoại anh không khóa màn hình anh không sợ mất sao? Có khóa màn hình. Hôm đó lúc chơi lời thật lòng, thấy em ngủ quá ngon, thuận tiện nên đã cài Face ID cho em. Vậy anh không sợ em xem trộm à? Thế thì có gì đâu. Em xem chuyện của anh thì không có cái gì mà em không thể biết cả anh là bởi vì bùi chân mới chú ý tới em sao không phải tuy là bùi chân là họ hàng nhà bọn anh nhưng quan hệ của bọn anh không thân lắm anh quen biết em là kể từ lúc anh bị mất thẻ học sinh em giúp anh mua nước suối chỉ là hai tệ anh không cần để ý như vậy không tiền anh nợ em phải cùng cả đời của anh để trả vậy há chẳng phải rất không có lợi sao đâu phải em với anh ở bên nhau cả đời rất lời luôn à đúng rồi quên trả lời tin nhắn bùi rồi. anh anh nhất định phải tốt với liễu liễu còn cần cậu nói sao bùi văn đàn anh có khi nào cảm thấy em là bởi vì thân phận của anh mới thích anh không thân phận của anh vậy không phải cũng thuộc về anh sao hơn nữa thích anh là một chuyện rất thần kỳ có lý vợ tôi sao mà đáng yêu thế chứ liễu liễu sau khi tổn thương còn bằng lòng tin vào tình yêu đây vốn dĩ chính là chuyên rất dũng cảm em chính là bảo bối dũng cảm nhất ê tên nhóc cậu đi không có tí âm thanh nào tôi gõ cửa rồi là bác xem quá cuốn không nghe thấy ngồi đi trả rót cho con rồi đó hàng tiên sinh tìm tôi đến là có chuyện gì sao muốn nói chuyện ngu liễu những năm qua sống thế nào hàng tiên sinh không cần lo lắng ngu liễu cũng trải qua rất nhiều chuyện hình thành tính cách độc lập dũng cảm cổ so với tưởng tượng của bác còn kiên cường hơn nhiều Tôi biết ngu liễu những năm qua sống rất khổ. Đó đều là lúc trước chúng tôi không có tìm thấy con bé, nhưng mà bây giờ, con bé chính là bảo bối của hàng gia chúng ta. Ngu liễu có thể nhận lại hàng gia, quả thật là một chuyện rất may mắn. Tôi hẹn cậu đến đây, chủ yếu là muốn bàn. Một số tranh luận gần đây ở trên mạng, lại có thể có người dám đem tâm tư, động vào ngu liễu. Tôi thấy bọn họ là chán sống rồi. Không biết hàng tiên sinh có ý nghĩ gây phiền phúc cho, thẩm gia và xâm gia không? Nếu như có thì, tôi nghĩ chúng ta sẽ là đối tượng hợp tác không tồi. đến đây, thiếu gia gần đây vẫn là quậy rất lợi hại, phải đó cũng không biết thiếu gia gần đây chúng gió gì, bất kể phu nhân trừng phạt thế nào, một lòng muốn từ hôn với thẩm gia đại tiểu thư, người có tiền đều như thế. Sam chỉ mặc, con rốt cuộc muốn làm cái gì? xâm chỉ mặc, con có phải là điên rồi? đúng, từ lúc mẹ bảo tôi và thẩm như quân liên, kể từ hôm đó. Tôi đã điên rồi. Vì ngu liễu. Đáng để con thế này sao? Mẹ. Mẹ thật đáng thương. Mẹ thật đáng thương. Mẹ vì cái thân phận xâm phu nhân này bị nhốt ở cái nhà này nhiều năm như vậy. Bây giờ thậm chí còn cần vì xâm hồng chí tính sổ. Xâm chỉ mà con nói cái gì? Chào hai người. Tôi là Hàng Tấn. Hôm nay đến đây là có một món nợ cũ muốn tính rõ với các người. Đây là sâm gia nuôi ngu liễu 17 năm. Tất cả phí dụng, tổng cộng là 50 triệu, không thiếu một đồng. Sâm phu nhân bà kiểm tra đi. Sâm tổng, là nhà các người điều hòa mở không đủ sao, ông hình như có hơi nóng nhỉ. Có thể là có thể là có chút nóng. Vậy thì tốt nếu không tôi cho là ông chuột giả cơ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện ở trên mạng là ba và thẩm như quân làm đúng không? Trên mạng cái gì? Là chuyện của ngu liễu. Phải. Là tôi, nhưng mà. Tôi đều là bị thẩm ra qua mặt đó. Hàng tiên sinh, chuyện này không có liên quan gì đến tôi. Đều là thẩm ra làm. Hàng tiên sinh. Hồng chí nhà tôi chính là một lòng nghĩ cho công ty. Ảnh chỉ là nhất thời hồ đồ đi sai đường. Đều là lỗi chúng tôi. Ngu liễu nếu như muốn đền tội thế nào, chúng ta nhất định tận lực làm được. Vì nghĩ cho công ty, phải đó, công ty gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Hồng chí nhà tôi bận đến sức đầu mẻ chán, cũng không có thời gian về nhà luôn. Vậy thì kỳ lạ rồi. Lúc chúng tôi bắt được Sâm Tổng là đang ở trong một khách sạn mà bên cạnh ổng còn có hai vị mỹ nữ nữa. Vợ em nghe anh giải thích. Ổng ở đây nói bậy nói bà muốn chia rẻ quan hệ của chúng ta. Em đừng nghe ổng. Sâm Tổng, ông đừng quên. Lúc chúng tôi tóm được ông ở trên giường đám người bên cạnh tôi, trên người bọn họ, đều có camera hành trình đó. Vợ em nghe anh giải thích, em đừng nghe ông nói bậy, xâm hồng chí. Được, ông làm tốt dữ lắm. Nói ra cũng trùng hợp trước khi tôi đến sâm gia, cô ý đi thăm hỏi thẩm gia. Nhưng mà cách nói của thẩm gia không hề giống với các người chút nào. Tôi là bị xâm gia che mắt. Là xâm hồng chí. Xâm hồng chí ép tôi làm như vậy. Nếu đã như vậy, vậy thẩm tiểu thư, rút khỏi làng giải trí thật ra ai nói dối đều đã không quan trọng nữa xâm ra thẩm ra đều trốn không thoát đâu xong rồi lần này toang hết rồi xâm hồng trí suýt nữa thì quên còn có xâm ra đại thiếu gia lôi hắn ảnh vào phòng tắm cho tôi ngu liễu anh đã triệt để mất em rồi ngay tỏ tình phân cảnh cuối cùng ở công viên sao sao yên tĩnh dữ vậy chị ơi chị là ngu liễu sao phải đó là chị chị thật là xinh cái này tặng cho chị em có thể ôm chị một chút không đương nhiên có thể chị ơi chúc chị vui vẻ mỗi ngày cảm ơn chúc cô vạn sự như ý cảm ơn chúc cô bình an thuận ý cảm ơn ngu lão sư chúc cô hỉ lạc an ninh cảm ơn anh chuẩn bị lúc nào vậy lúc nào đương nhiên là từ ngày đầu tiên tham gia sâu hẹn hò bắt đầu Đã từng, trong đầu của anh, nghỉ vô số lần cảnh hôm nay. Mãi đến bây giờ anh nắm tay của trái em, trái tim lơ lửng của anh cũng an định rồi. Vì vậy liễu liễu, tất cả đều không phải là mơ. Lúc trước em hỏi anh, từ lúc nào bắt đầu thích em, anh bây giờ sẽ nói với em. Liễu liễu, hôm nay là ngày thứ 3 nghìn Anh quen biết em. Cũng là ngày thứ 3.700 anh thích em. 3.700 ngày. Năm lớp 10, thẻ học sinh của anh bị mất là em giúp anh trả tiền chai nước khoáng. Đây là lần đầu anh gặp được em tại sân tư chính trong trường. Em phóng sinh một con hồ điệp, đó là lúc anh bắt đầu động lòng với em. Vì vậy, anh vào làng giải trí là bởi vì, là bởi vì em, anh vẫn luôn cảm thấy, nếu như anh nổi tiếng một chút, em có phải là sẽ nhìn thấy anh thêm một chút. Bùi Văn Đàn, anh biết không, vào lần đầu tiên em gặp anh, đã theo dõi anh rồi, từ lớp 10 đến Đại học Bắc Kinh, anh hình như vẫn luôn là mặt trời rực rỡ chói loài nhất trong thế giới của em. 3.700 ngày Có phải là rất khó chịu không? Thích một người, vì sao lại cảm thấy là dày vò Mỗi lần gặp được em, anh đều sẽ cảm thấy mùa xuân hình như càng gần với anh hơn chút rồi. Nhưng mà bọn họ nói yêu thầm rất khó chịu. Anh vì sao không nói với em sớm hơn? Anh không muốn khiến em khó nghĩ. Hơn nữa thích em không phải là một chuyện rất nặng nề. Nếu như buộc phải nói thì có lẽ là nặng cỡ một con hồ điệp, rơi vào trong tim của anh. Em vẫn luôn ở đây. Đừng khóc nữa, còn khóc nữa là thành bé khóc nhè nó. Không sinh đâu. Nói làm em hết nước mắt luôn rồi. Vậy mục đích của anh đạt được rồi. Liễu liễu, em bằng lòng cho tôi một cơ hội. Để anh vĩnh viễn thuộc về em không? Liễu Liễu, em bằng lòng cho tôi một cơ hội. Để anh vĩnh viễn thuộc về em không? <laughs> <laughs> thật không ngờ bùi thần yêu chị liễu liễu như vậy Em thật là muốn khóc quá đi 3.700 ngày Bùi ca thật là theo đuổi chị liễu liễu quá lâu luôn Tiểu thiệu Thật ra mẹ anh cũng muốn gặp em Bây giờ sao Đi thôi <laughs> Bùi lão sư Trước lúc ngày tỏ tình kết thúc Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh được Nếu lúc đó anh và ngu lão sư đã kết hôn bí mật Vậy vì sao lại đồng ý đến tiết mục này của chúng tôi Bởi vì bị bốc phốt tấm ảnh mập mờ đó sao Nhưng mà tấm ảnh đó Không phải cũng là bùi ảnh để cẩn thận chuẩn bị đó chứ Bởi vì đối tượng tôi muốn kết hôn Cuối cùng cũng tự do rồi Bùi Văn Đàn, cậu ở trên tiết mục nói bậy cái gì? Cậu kết hôn lúc nào? Người quản lý như tôi sao lại không biết? Cậu là kết minh hôn chắc, chị đừng chủ tôi có được không? Cậu bớt nói nhảm đi, lát nữa tôi bảo phòng làm việc đăng bài đình chính. Cậu ngoan ngoãn thừa nhận cho tôi. Đừng. Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Không đính chính thì ở đâu biến ra Bùi phu nhân hả? Như này không phải cũng tốt sao? Cứ nói tôi đã kết hôn rồi, như này cũng bớt được đám người có ý đồ mượn tôi để lăng xê. Đừng nghĩ tôi không biết, cậu nhất quyết tạo ra hình ảnh người đã kết hôn lại là vì cô ngu liễu đó. Cậu theo đuổi người ta đi. Có thể nào đừng công kích cá nhân không? cứ coi như tôi đã kết hôn rồi được chưa nếu như ngày nào đó tôi thật sự phải kết hôn bùi phu nhân cũng chỉ có thể là cổ tôi thì không muốn quản chuyện tình cảm của cậu nhưng cậu là đã lừa dối phan tôi thích cổ tôi cũng là vì cổ mới vào làng giải trí nếu như có ngày nào đó tôi đợi được liễu liễu tôi bằng lòng gánh mọi hậu quả làm gì thế tài xế còn ở đây mà Bây giờ có thể rồi chứ? Có thể cái gì? Hôn cô dâu của anh. Sao vậy? Chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Em còn mắc cỡ à? Tiểu bùi tổng, chúng ta đã đến nhà rồi. Còn không xuống xe sao? Đợi một chút. vợ hoan nghênh về nhà được ai tôi nói tôi có tình chuẩn bị bánh kem cho hai người anh tin không đến đây bánh kem đâu bánh kem bánh kem ở ở đây Thật ra đây là một tai nạn. Vốn dĩ tôi thấy anh và ngu liễu Mới chuẩn bị cho anh một bất ngờ, phải phải bất ngờ, bất ngờ. Xin lỗi nha bùi ca, lần sau sẽ không vào mà không nói trước nữa. Đồ đâu? Đúng đúng đúng, cái này chính là những tài khoản bôi nhọ ngu liễu đã bị khóa rồi. Bên phía pháp lý thì cũng đang theo sát chuyện này. Vì vậy anh không cần lo lắng nữa Thẩm ra và xâm ra thì sao Hàng tiên sinh này trông có vẻ nho nhã Ra tay thì vô cùng tàn nhẫn Xâm thẩm hai nhà sợ là sẽ không có ngày chờ mình nữa Còn có chuyện khác không Cũng có nhưng mà Cổ phiếu của anh và Ngô lũ Bao ngày tỏ tình lượt xem tăng vọt lên hot search Qua khoảng thời gian nữa khả năng sẽ cần Bù các người. một buổi phát trực tiếp Được tôi biết rồi Các người về trước đi À đúng rồi Tôi và bùi chân cho tặng quà mừng cưới cho anh Đang ở trên lầu Anh chú ý xem thử nha Đi 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 đi, đi. Bye, bye. cái này chắc không phải là cái váy này sao mà ngắn quá vậy liễu liễu anh vào nhé liễu liễu sao em còn chưa đi tắm nữa anh nghe nói đợi đợi chút liễu liễu bộ đồ này anh ra ngoài trước liễu liễu hôm nay và lúc trước thật là không giống nhau chào buổi sáng bùi phu nhân em đói được thu dọn chút đi anh đưa em đi ăn ngủ thêm miếng đi tiểu bùi tổng thiếu phu nhân hoan nghênh đến thăm Tiểu bùi tổng phòng riêng của anh đang trống, tôi đưa hai vị qua đó, được phiền cho cô rồi. Người khi nãy chắc không phải là, chính là ảnh đế quốc tế bùi văn đàn chứ, người đi cùng ảnh vào trong. Chính là bùi phu nhân trong lời đồn. Cô nói cái gì, tiểu thiếu gia đến rồi, lại đưa theo thiếu phu nhân, nhanh mau gọi điện thoại cho phu nhân. Trà bưởi này thế nào? So với uống lạnh thì ngon hơn. Nhà hàng này bị bùi ra mua lại rồi cha đều là tự chế lát nữa nhờ ai đó gửi về nhà anh nghe điện thoại đã được alo mẹ sao mẹ đột nhiên nhớ đến gọi điện thoại Lê Tân nói con đưa ngu liễu đến ăn cơm rồi mẹ ở trên lầu sao vậy mẹ muốn gặp cổ được không đợi đã con hỏi cổ đã liễu liễu mẹ anh đang ở trên lầu em đồng ý gặp bác không đương nhiên anh tôn trọng ý của em nếu như phải gặp gì, em khẳng định phải chuẩn bị quà. Nhưng mà em bây giờ cái gì cũng không chuẩn bị. Như vậy không nghiêm túc. Thật sự không cần. Lại có thể để con dâu gọi ta là gì. Được. Vậy đợi hôm nào em có thời gian, anh đưa em về chính thức ra mắt ba mẹ anh. Vào đi. Tiểu Bùi Tổng. Ngu Tiểu Thư. Đây là bùi phu nhân chuẩn bị cho cô. Còn nói hy vọng cô có thể nhanh chóng đến bùi ra. Lui xuống đi. Cái này em không thể nhận. Sao vậy em muốn làm mà, không nhận với tôi sao? Em và mẹ anh thật là hai bên hai hướng. Đã nhận xin lễ của anh, phải chịu trách nhiệm với anh. Xin lễ cái gì? Khó trách có thể nuôi ra bùi vân đàn thế này, như mặt trời, ấm áp dịu dàng. Thì ra chú và dì, đều là người vô cùng ấm áp. Alo Liễu Liễu, hạ trước sao thế? Bùi Văn Đàn có ở chỗ mau bảo ảnh xem Weibo. 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 Thủ tinh lại có thể là nick phụ của Bùi Văn Đàn. Mình theo dõi câu chuyện yêu thầm nhiều năm như vậy, vậy mà lại là Bùi Văn Đàn. Vợ à? Em đang gọi anh sao? Bùi Văn Đàn. Điện thoại anh đâu? Điện thoại anh hết pin tắt máy rồi. Sao vậy có người tìm không được anh? Gọi điện thoại cho em à? Thủ tinh. Anh trai yêu thầm. Bùi Văn Đàn. Anh hình như rớt áo ngoài rồi. Cắt nhầm số rồi. Không cẩn thận dùng bích phụ. Gửi đến phòng làm việc thôi. Anh không có gì muốn nói với em sao? Anh có cái gì phải nói chứ? Anh cũng không ngờ dùng bích phụ. Đăng bài yêu thầm có thể nổi tiếng. Vì vậy đây chính là dùng ai? danh nghĩa thủ tinh làm lý do nói chuyện riêng với em nhiều năm như vậy anh cũng không phải cố ý không nói với em chỉ là nghĩ tới cho dù chỉ có một lần cùng em trải lúc em không vui cái nick này cũng có ý nghĩa để tồn tại rồi vậy anh có nghĩ đến giải thích thế nào với fan không trực tiếp thừa nhận thì được rồi dù sao cũng phải rời khỏi làng giải trí về nhà tiếp quản tập đoàn em lại có một ý tưởng hay là anh nghe thử Đây không phải thiệp mời Đã của bùi, bùi ảnh đế và mỹ nữ mỹ nữ sườn xám à. sao? Không phải chứ? Chúng ta còn đang đợi đính chính nữa. Các người sao lại trực tiếp rút ra bong nguyên tử luôn rồi? <laughs> Xin chào, bùi tiên sinh. Xin chào bùi phu nhân. Chúng ta mua một căn nhà gần phòng làm việc của em. Anh rời khỏi làng giải trí còn phải về bùi thị làm việc à? Phòng làm việc của em có hơi xa công ty của anh. Hay là chúng ta chọn một cái chính giữa đi. Ừ. Nghe em đó. Anh sao thế? Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thế gian này quá tươi đẹp. Bùi phu nhân, có thể mời em nhảy một điệu không? Chắc là được. À... Nhưng mà em rất lâu không nhảy rồi Nhảy không được tốt lắm đâu Có thể sẽ dẫm lên chân anh Không sao Bước theo bước của anh bùi tiên sinh chúc mừng anh câu được ước thấy rồi cảm ơn em bùi phu nhân âm mưu từ lâu Chụp tai cho em đâu? Quên đem rồi. Lần sau không cần gấp gáp như vậy, anh cũng mới đến được vài phút. Chỗ dừng xe tạm chỉ có thể dừng 10 phút, các người đã dừng hơn 30 phút rồi, về nhớ nộp phạt. Cái này gọi là vài phút, hơn 30 phút rồi sao? Không chú ý lắm. Tiểu Bùi tổng, hôm nay lễ giáng sinh, cần đưa anh và phu nhân về nhà không cần đâu, đi chỗ cũ ăn cơm anh đã đặt phòng người nhà cũng ở đó là bởi vì hôm nay bác vừa từ nước ngoài về cố tình sắp xếp tiệc tẩy trần sao thật là một cô nhóc lanh lợi đi thôi buồn ngủ rồi sắp 12 giờ rồi đợi lát nữa trên tầng có pháo hoa chúng ta lát nữa lén lút đi xem đi bây giờ đẹp quá đi. Anh muốn cập nhật chuyện thường ngày cho Weibo thủ tinh sao? Thật sự đẹp quá Bùi Văn Đàn. Bùi Văn Đàn. ]祝你生日快乐,祝你生日快乐. Vợ ơi sinh nhật vui vẻ. vui vẻ Sao anh biết Hôm nay là sinh nhật em Anh đã hỏi bùi chân Vợ à Từ nay về sau em không phải một mình nữa <cười> <cười> Em xem Thật là quá đẹp mà Ngu lão sư chúng tôi Đến đây để phát trực tiếp một ngày Còn lùi nữa thì phan chính phủ Sẽ xong vào tổ tiết mục mất Tôi biết, hôm qua hạ đạo diễn đã thông báo trước cho tôi rồi, đừng đứng bên ngoài nữa, mau vào trong. Cảm ơn ngu lão sư, vào đi. Mời ngồi. Ngu lão sư chúng ta có thể bắt đầu được chưa? À được rồi. Ngu lão sư đây là những tối hôm nay. Cần cô đích thân nói câu này với bùi lão sư. Nhất định phải nói sao? Có thể không nói. Đây chẳng qua chỉ là ý nguyện cá nhân của tôi, tin là fan hâm mộ, cũng sẽ rất mong chờ. Liễu Liễu, chị là đến tìm anh tôi nhỉ? Anh tôi còn có một, cuộc họp chưa kết thúc nữa, tôi đưa chị đi tìm ảnh. Anh, vợ anh đến rồi. Vợ không giận nữa à? Đâu có giận. Còn nói không giận. Buổi sáng lúc ra ngoài, em đến nụ hôn buổi sáng. Cũng không chịu cho anh. Anh hôm qua, Hôm qua là anh không tốt. Dung lực mạnh quá. Vợ. Tối nay anh có được không? Tối qua không phải nói lần cuối. Để anh lên giường sao? Đang phát trực tiếp. Lòng ta có người đó. Khi nãy anh nói đến đâu rồi? Ý anh là tối hôm qua ăn cái mì đó quá cứng. Không ngon. Mùi lão sư, mùi lão sư. Bên này có kinh nghiệm liên quan đến chuyện yêu đương có thể chia sẻ cho mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp không? Kiến nghị thì không dám nói. Chỉ là nếu như mọi người, lúc gặp phải điều tồi tệ, chúng ta kiên trì thêm chút nữa. Sau đó nói không chừng là có thể, sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng. Yêu cổ thật nhiều. Vậy hôm nay chúng ta phát trực đến đây kết thúc nhé. Cảm ơn Bùi Lão Sư, Ngô Lão Sư đã ủng hộ công việc của tổ tiết mục chúng tôi. Vậy tôi đi trước nhé. Được. Khi nãy em nói thế nào? Nói tốt lắm, căng thẳng muốn chết luôn. Còn 3 phút nữa là bắt đầu hội nghị. Anh còn có thể lại hôn. Vợ của anh 2 phút. Xin lỗi nha Bùi Lão Sư, máy quay của phòng phát sóng trực tiếp còn chưa tín hiệu vẫn đang liên kết đến phòng phát sóng trực tiếp. Nói với Hạ trước. Lập lúc rút bỏ sâu hẹn hò, lòng ta có người cho tôi. Anh, làm gì đó? Em nói với anh này, phần hợp đồng này là tập đoàn hoa lâm chuyển đến đây đó em đã tìm người điều tra rồi anh xem bây giờ có cần người phụ trách dự án là ai không quan trọng cứ theo quy trình bình thường làm thì được rồi ngoài ra thông báo xuống dưới tối hôm nay team building công ty toàn bộ chi phí lấy từ trong tài khoản cá nhân của tôi đây là có chuyện mừng gì phải chúc mừng sao chắc không phải là liễu liễu mang thai rồi thật à quá tốt rồi không phải team building anh không đi sao tôi không đi đâu về nhà với vợ với vợ với vợ không đúng hai người họ đã kết hôn hai năm sao rồi? mà vẫn dinh lấy liễu liễu như vậy không phải không phải mặc kệ đi mặc kệ đi đi mua quà trước đã rồi đem tin tốt này nói với cho mọi người bùi Vân đàn đến ngày dự sinh còn một khoảng thời gian nữa anh mua nhiều đồ cho em bé như vậy làm gì chuẩn bị sớm dù sao cũng sẽ dùng đến cái này tôi cũng không có ý kiến gì nhưng mà sao anh toàn mua quần áo của bé gái thế lỡ như sinh con trai thì sao không có lỡ như khẳng định là con gái không có lỡ như khẳng định là con gái anh thích con gái như vậy sẽ không sau khi sinh con rồi trong mắt chỉ có con gái chứ em nói đùa thôi liễu liễu cái này em không cần lo lắng, bất kể là con trai hay con gái, em ở trong tim anh vĩnh viễn là top 1. Đội em lên đầu, trường sinh bất tử. Bùi đại ảnh đế của em quá lâu không có nghe anh hát rồi, hay là hát cho em một bài? Có được không? Không đủ. Thật tham lam trong bụng em còn có con nữa vợ anh yêu em em cũng yêu anh 像出森林，一整片的森林。